Tìm hiểu Nam Tào Bắc Đẩu. Nam Tào Bắc Đẩu. Nam Tào và Bắc Đẩu là hai vì sao ở trên trục Nam Bắc của địa cầu. Khi địa cầu chuyển động tự quay và quay chung quanh mặt trời, hai vì sao này vẫn luôn luôn ở trên trục Nam Bắc của địa cầu. Đặc biệt, sao Bắc Đẩu là một định tinh ở tại trung tâm của càn khôn vũ trụ, nên tất cả các chùm sao khác đều quay quanh sao Bắc Đẩu. Sao Nam Tào không phải là một định tinh, nhưng có chuyển động thế nào để luôn luôn nằm trên hướng nam của trục địa cầu, cho nên các nhà hàng hải dùng sao Nam Tào để định hướng nam của địa cầu. Muốn tìm sao Nam Tào, trước hết phải tìm chòm sao chữ thập gồm 4 ngôi sao khá sáng luôn luôn hiện rõ ở lưng chừng bầu trời phía nam. Từ sao chữ thập này kéo một đường thẳng tưởng tượng theo nét sổ dài xuống chân trời thì gặp một ngôi sao hơi lưu nằm gần sát chân trời. Đó là sao Nam Tào, nên cũng gọi là sao Nam Cực. Nam Tào, Bắc Đẩu là hai vị tiên coi bộ sanh và bộ tử của nhân loại nơi cõi trần. Nam Tào, Nam Cực tiên ông coi bộ sanh, Bắc Đẩu tiên ông coi bộ tử. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Vạn trượng then gài ngăn Bắc Đẩu, muôn trùng nhiếp khảm hiệp Nam Tào. Trong Kinh Tụng Huynh Đệ Mãn Phần: Rủi thiên số Nam Tào đã định, giải căn sinh xa lánh trần ai. Thuyết đạo Đức Phạm Hộ Pháp: Con đường thiên liên hàng sống. Nếu khi về được rồi, thân nhân của chúng ta dắt chúng ta đến một cung có một quyển sách thiên thơ Vô Tự Kinh để trước mặt ta, dở ra xem thấy tên mình và kiếp sanh của mình đã làm gì, thì trong quyển thiên thơ ấy nó hiện tượng ra hết. Chúng ta tự xử chúng ta, mình làm tòa để xử mình, hoặc mình phải đầu kiếp hay là đoạt đến địa vị nào, mình đứng đến mức nào thì cũng do mình định đoạt lấy. Vị trưởng quản nơi cung ấy theo tiếng phàm của chúng ta đặt tên là Nam Tào Bắc Đẩu. Sau đây xin chép sự tích của hai ông tiên Nam Tào và Bắc Đẩu định số kiếp sanh tử của mỗi người nơi cõi trần. Ông Quản Lộ tự là Công Minh, vốn người ở đất Bình Nguyên đời Tam Quốc, diện mạo xấu xí, thích uống rượu. Từ bé, Quản Lộ thích xem thiên văn, thường đêm nằm xem trăng sao, thao thức không chợp mắt, cha mẹ ngăn cấm không được. Vừa lớn lên, Quản Lộ lào thông kinh dịch, hiểu được ý nghĩa uyên thâm, biết đoán chiều gió, tinh thông khoa lý số và giỏi cả việc xem tướng. Một hôm, Quản Lộ ra cánh đồng dạo chơi, thấy một gã thanh niên đang cày ruộng. Quản Lộ dừng lại bên lề đường, ngắm anh thợ cày một lúc, đoạn gọi lại hỏi: Này anh kia, dám hỏi quý danh và niên kỷ bao nhiêu? Tôi họ Triệu, tên Nhan, 19 tuổi, còn tiên sinh là ai? Ta là Quản Lộ, ta thấy trên quần mắt của anh có tử khí, chỉ 3 ngày nữa là anh phải chết. Tiếc thay gương mặt đẹp thế kia mà sống không thọ. Triệu Nhan nghe Quản Lộ nói thế thì lo sợ, về nhà ngay báo cho cha biết. Người cha lập tức đi tìm Quản Lộ, rồi phủ phục xuống đất kêu khóc: Xin tiên sinh rủ lòng thương cứu mạng con tôi. Quản Lộ đáp: Đó là số trời, cầu đảo sao được. Ông lão vẫn năn nỉ van lơn: Già này chỉ có một đứa con trai là Triệu Nhan, xin tiên sinh rủ lòng thương mà cứu cho. Nói xong, cả hai cha con đều sụp lạy Quản Lộ. Quản Lộ thấy hai cha con thảm thiết quá, không nỡ bỏ, đành mách bảo: Anh hãy về nhà tìm một vò rượu thật tinh khiết và thật ngon, với một ít món nhắm ngon, không được dùng thịt. Ngày mai đem vào núi Nam Sơn tìm gốc cây cổ thụ, sẽ thấy trên phiến đá có hai ông già đang ngồi đánh cờ. Một ông mặc áo trắng ngồi quay mặt hướng nam, dung mạo nghiêm khắc. Một ông mặc áo hồng ngồi quay mặt hướng bắc, dung mạo hiền hòa. Bây giờ thừa lúc hai vị cao hứng mãi mê đánh cờ, anh cứ bày rượu và món nhắm ra mâm dâng lên. Đợi cho hai ông lão ăn uống và đánh cờ xong thì anh lạy khóc mà vãn sinh tuổi thọ. Như thế may ra anh được hai vị sửa đổi tuổi thọ cho anh. Nhớ kỹ một điều là đừng nói ta xúi làm việc này nha.
Cha của Triệu Nhan mời Quản Lộ về nhà để thết đãi và chờ xem kết quả. Hôm sau, Triệu Nhan làm y lời Quản Lộ dặn, đem rượu ngon, nem nướng, ly chén lên núi Nam Sơn. Đi chừng 5 dặm thì đến cây Đại Thọ, gặp hai ông tiên đang ngồi đánh cờ trên phiến đá. Triệu Nhan đội mâm rượu xẻ xẻ đến gần. Hai ông chăm chú đánh cờ, Triệu Nhan quỳ dâng mâm lên, đặt trên bàn thạch. Hai ông mải mê đánh cờ, cao hứng, bất giác đưa tay cầm chén rượu nâng lên uống cạn, rồi vừa ăn uống vừa đánh cờ một cách hứng thú ngon lành. Đợi hai ông đánh xong ván cờ, Triệu Nhan sụp lại khóc òa lên, cầu xin hai tiên ông cho thêm tuổi thọ. Hai ông lão giật mình, nhìn lại thấy Triệu Nhan như thế, đoạn ông áo đỏ bảo ông áo trắng. Đây chắc là gã Quản Lộ xúi nó đến đây, nhưng hai ta đã dùng của nó thì cũng nên giúp nó. Ông áo trắng liền rút cuốn bộ tử trong mình ra, tìm một lúc rồi bảo Triệu Nhan. Năm nay nhà ngươi 19 tuổi, đáng lý phải chết. Giờ đây ta thêm cho một chữ cửu lên trên hai chữ thập cửu thì ngươi sẽ sống tới cửu thập cửu, tức là 99 tuổi. Nhưng ngươi về nhà nói với gã Quản Lộ rằng từ nay phải chừa đi, chớ tiết lộ thiên cơ nữa, nếu không thì trời sẽ khiển phạt, nghe chưa? Ông áo hồng cũng rút cuốn bộ xanh trong mình ra, rồi cũng tìm đến chỗ tên Triệu Nhan thêm vào một nét bút. Một cơn gió thơm ngào ngạt thổi qua, hai ông tiên biến thành hai con hạt trắng bay lên mất hút. Triệu Nhan mừng rỡ lạy tạ, rồi thu xếp ly chén trở về nhà. Khi gặp lại Quản Lộ và cha, Triệu Nhan thuật lại hết các việc, không quên thuật lại lời nhắn nhủ của hai ông tiên cho Quản Lộ rõ. Triệu Nhan lại hỏi Quản Lộ hai ông tiên ấy là ai. Quản Lộ đáp: ông tiên áo hồng chính là ngôi Nam Đẩu, gọi là Nam Tạo. Còn ông tiên áo trắng chính là ngôi Bắc Đẩu. Triệu Nhan lại hỏi: tôi nghe nói Bắc Đẩu có 7 vị, sao chỉ thấy có một ông? Quản Lộ giải thích: phân ra thì thành 7, kết hợp lại thì thành 1. Bắc Đẩu cầm bộ tử, Nam Tào cầm bộ xanh. Nay đã sửa tuổi thọ của anh rồi thì anh còn lo chi nữa? Từ đó, Quản Lộ lo sợ tội tiết lộ thiên cơ nên không dám khinh suất nói hở việc huyền bí cho ai biết nữa. Ông thiện, ông ác. Trước cửa tòa thánh hay các thánh thất có đặt hai pho tượng lớn, đầu đội kim khôi, thân mình mặc giáp. Một ông đứng bên nam phái, tay cầm đại đao, vẻ mặt hiền lành phúc hậu, đứng trên tòa sen. Đó là ông thiện, thiện thần, tượng trưng điều thiện, điều chánh. Một ông đứng bên nữ phái, một tay cầm cái búa, một tay cầm cục ngọc tỷ, gương mặt hung dữ, đứng trên tòa lửa. Đó là ông ác, ác thần, tượng trưng điều ác, điều tà. Sự tích ông thiện và ông ác như sau. Thời thượng cổ, vua Tỳ Kheo có hai người con trai là Tỳ Văn và Tỳ Võ. Tỳ Văn thì hiền lành, trái lại Tỳ Võ rất hung dữ. Vua Tỳ Kheo rất hâm mộ đạo đức. Lúc ấy, Đức Nhiên Đăng cổ Phật mở Phật giáo ở Ấn Độ, độ được vua Tỳ Kheo. Vua Tỳ Kheo lo lập chùa để tu niệm và muốn nhường ngôi lại cho con trưởng là Tỳ Văn hiền lành, nhưng lại sợ Tỳ Võ hung dữ không chịu. Vua Tỳ Kheo lập kế, sai Tỳ Võ đi các trấn, Vỗ An Bá Tánh và đến Hàng Châu chiêu mộ anh tài. Nơi triều đình, vua Tỳ Kheo nhường ngôi cho Tỳ Văn, còn ông thì vào chùa tu niệm. Khi Tỳ Võ hoàn thành nhiệm vụ trở về triều, thấy anh mình là Tỳ Văn đã lên ngôi vua rồi. Tỳ Võ liền nói: anh hiền lắm, làm vua sao được, dân không sợ đâu. Anh hãy để ngai vàng lại cho tôi. Tôi giữ là giữ với kẻ hung ác bạo tàn vô đạo, chứ không giữ với người đạo đức bao giờ. Tỳ Văn nghe em nói như vậy, biết là Tỳ Võ muốn lên làm vua, sợ phải thất lời với vua cha, nên Tỳ Văn vội vàng cầm ngọc tỷ, ấn của vua bằng ngọc, chạy lên chùa để báo cáo cho vua cha sự việc. Nhưng khi Tỳ Văn chạy tới cửa chùa thì vấp té chết, linh hồn thoát xác đi lên cõi trời. Tỳ Võ đuổi theo tới nơi, thấy xác của anh mình nằm chết trước cửa chùa, cúi xuống lượm ngọc tỷ cầm lên, bất giác hối hận ăn năn. Thấy con người khi chết không đem theo được gì cả, bao nhiêu tiền tài, danh vọng, quyền thế đều bỏ lại cõi đời,
linh hồn chỉ ra đi với hai tay trắng. Tỳ võ thức tỉnh, quyết bỏ hết sự đời, theo vua cha tu niệm, cuối cùng thì đắc đạo. Một người giàu lòng dạ hung ác, nhưng khi biết ăn năn cải hối, giác ngộ tu hành, thì trong một kiếp cũng có thể đắc đạo giải thoát. Hai pho tượng ông thiện và ông ác, tức là thiện thần và ác thần, tiêu biểu cho sự thiện và sự ác, sự chánh và sự tà, đối chiếu hai mặt trái ngược nhau của cuộc đời. Đời chỉ ra hai con đường thiện và con đường ác. Dù con người đi theo đường ác, nhưng đến phút cuối biết ăn năn sám hối, quay đầu hướng thiện, thì cũng được Đức Chí Tôn cứu rỗi linh hồn. Khi Đức Phạm Hộ Pháp trấn thần hai pho tượng ông thiện và ông ác này, Đức Ngài giải thích: đời thường lầm lạc, làm điều ác cho là thiện, và thường lấy điều lành cho là ác. Nên từ đây, năng lực của thiện thần sẽ phô bày ra mặt đời thế nào là chánh, việc nào là thiện, làm thế nào là phước cho thiên hạ rõ. Còn ác thần thì phô bày ra mặt đời thế nào là tà, việc nào là ác, sao gọi là tội cho nhân loại rõ. Hai ông thần này rất linh hiển, dùng quyền năng thiêng liêng đưa ra thiệt tướng hai con đường phước và tội, siêu và đọa, để cho con cái Đức Chí Tôn khỏi lầm lạc, hầu tránh khỏi con đường tự diệt. Đi vào con đường sanh thì nhân loại mới mong hòa bình đẳng. Tam thế Phật. Tam là ba, thế là đời. Tam thế Phật là ba vị Phật lãnh lĩnh Đức Thượng Đế điều khiển ba nguồn của trời đất. Ba vị Phật đó là Rama Phật điều khiển Thượng Nguồn Thánh Đức, Siva Phật điều khiển Trung Nguồn tranh đấu, Krishna Phật điều khiển Hạ Nguồn tái tạo. Theo đạo Bà La Môn, nay là Ấn Độ giáo, ba vị Phật này rất được tôn sùng bởi vì Rama Phật là vị Phật sáng tạo ra vũ trụ và vạn vật, Siva Phật là vị Phật tiến hóa, hủy diệt cái cũ để tạo ra cái mới tiến hóa hơn. Ngài có nhiệm vụ dạy bảo loài người trở về con đường lành, tiến hóa theo thiên ý. Krishna Phật là vị Phật bảo tồn, luôn luôn che chở cứu giúp người đời. Theo Di Lạc Chân Kinh, ba vị Phật này ở từng trời Hỗn Nguyên Thiên, dưới quyền chưởng quản của Đức Di Lạc Vương Phật. Tam thế Phật được tạc tượng trên nóc Bát Quái Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Đức Thật Brahma đứng trên lưng con thiên Nga, tay mặt bắt ấn khai nguyên, tay trái nắm bửu châu, mặt nhìn hướng Tây là hướng mặt trời lặn, như lo lắng cho cõi trần sắp đi vào nguyên tranh đấu điêu tàn. Brahma Phật là ngôi thứ nhất, tượng trưng ngôi thánh đức, thuộc về cơ sanh hóa. Ấy là đấng tự hữu hằng hữu, hữu nguyên hữu thủy của vạn vật. Đức Phật Siva dây mặt hướng Bắc, đứng trên mình con rắn bảy đầu để chế ngự thất tình, khiến cho nhân loại khỏi bị thất tình cám dỗ, lục dục khiến sai, thoát khỏi họa tranh đấu tiêu diệt. Ngài cầm ống tiêu đưa lên miệng thổi, như để thức tỉnh nhân sanh hồi tâm hướng thiện. Ngài có bộ tinh nhũ trước ngực, đứng dây mặt về hướng Bắc. Ngài là ngôi thứ hai trong tam thế Phật. Đức Phật Krishna đứng dây mặt hướng Nam, mình trần, tay mặt chống gươm, tay trái chống nạnh, đứng trên mình con dao long, chân đạp lên đầu dao long như để chế ngự con vật hung dữ. Ngài là ngôi thứ ba của tam thế Phật, tượng trưng dầu cho những chân linh nào chết nơi chân trời hay góc biển đi nữa mà đầy đủ công nghiệp và tâm đức, thì Đức Phật Krishna cũng rước chân linh ấy về Bạch Ngọc Kinh thuyết đạo Đức Phạm Hộ Pháp. Bần đạo cũng nên chỉ rõ Đức Phật Mẫu đến tại mặt thế gian này đã tượng trưng bên Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ gọi Ngài là Siva Phật, là cái hình ở trên Bát Quái Đài. Chúng ta để trên nóc đó thấy có tinh nhũ nơi ngực Ngài đó. Hồi buổi Chí Tôn phân định phân tánh của Ngài, lấy khí, tất nhiên là Ngài dùng cái linh pháp của Ngài biến tướng ra Phật Mẫu. Phật Mẫu thuộc về âm, Chí Tôn thuộc về dương. Âm dương hiệp lại mới biến hóa ra càn khôn vũ trụ và sanh ra vạn vật. Đức Siva Phật Ấn Độ làm một cái hình phân nửa giống đàn bà, còn cái tướng thì đàn ông.
Bởi hồi đó con người chưa phân rõ chắc chắn nam nữ, âm dương. Đức Shiva trong huyết khí, tức là huyết, còn chân linh đào tạo là do Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn là Phật, Đức Phật Mẫu là Pháp. Pháp mới sanh ra càn khôn vũ trụ và vạn vật. Vạn vật ấy là do nơi tinh mà ra, tức là tăng. Thần tất nhiên là Đức Chí Tôn, thần phân định khí, khí mới sanh ra tinh. Phật là Chí Tôn, Pháp là Shiva, tức Phật Mẫu, tăng là vật loại trên càn khôn vũ trụ này. Ấy vậy, đạo Phật thờ Phật Mẫu mà không biết, dầu không thờ mà Đức Phật Mẫu vẫn ngồi từ tạo thiên lập địa tới giờ, tất nhiên là đấng tạo ra vạn linh đó vậy. Tóm lại, đạo Cao Đài tạo tượng Tam Thế Phật trên nóc Bát Quái Đài tòa thánh là để biểu thị sự tuần hoàn trong định luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ theo thời gian, từ Thượng Nguyên đi dần qua Trung Nguyên và Hạ Nguyên, để rồi bước sang Thượng Nguyên của chuyển tiếp theo. Ba vị Phật ấy luân phiên điều khiển ba nguyên, làm cho càn khôn vũ trụ luôn luôn tiến hóa. Tam Thiên Đồ Đệ. Tam Thiên Đồ Đệ là 3.000 học trò. Đức Khổng Tử có Tam Thiên Đồ Đệ, trong đó có 72 người tài giỏi được gọi là Thất Thập Nhị Hiền. Trong đạo Cao Đài, Tam Thiên Đồ Đệ là 3.000 học trò của Đức Chí Tôn, tức là 3.000 vị giáo hữu. Tam Thiên Thế Giới. Tam Thiên Thế Giới là 3.000 quả địa cầu trong càn khôn vũ trụ của Đức Chí Tôn. Do đó, trên quả càn khôn thờ nơi Bát Quái Đài tòa thánh, Đức Chí Tôn bảo vẽ lên đó 3.000 ngôi sao tượng trưng Tam Thiên Thế Giới và 72 ngôi sao nữa tượng trưng Thất Thập Nhị Địa, nên tổng cộng trên quả càn khôn có tất cả 3.072 ngôi sao. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Thầy kể Tam Thập Lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở không không trên không khí, tức là không phải tinh tú, còn lại Thất Thập Nhị Địa và Tam Thiên Thế Giới thì đều là tinh tú. Tính lại 3.072 ngôi sao, con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Thiên Nhân Hòa Ước. Thiên Nhân Hòa Ước. Thiên là trời, nhân là người, nhân loại. Hòa là thỏa thuận êm thấm với nhau, ước là giao ước. Hòa ước là bản ký kết mà hai bên thỏa thuận giao ước với nhau để thực hiện những điều đã ký kết. Thiên Nhân Hòa Ước là bản hòa ước giữa trời và người, tức là giữa Thượng Đế và nhân loại. Như vậy, trong bản hòa ước này, một bên là trời, tức là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, và một bên là nhân loại, hai bên thỏa thuận ký kết với nhau. Nhưng Đức Chí Tôn ở cõi thiêng liêng vô hình, làm sao ký kết hòa ước với nhân loại nơi cõi hữu hình? Thật ra, Đức Chí Tôn ký Thiên Nhân hòa ước với vạn linh nơi cõi thiêng liêng. Vạn linh này đầu kiếp xuống cõi trần làm chúng sanh. Trong chúng sanh, nhân loại ở phẩm cao hơn hết, xứng đáng đại diện chúng sanh. Cho nên, Đức Chí Tôn ký hòa ước với vạn linh, tức là ký hòa ước với nhân loại vậy. Bản Thiên Nhân Hòa Ước này được ký vào năm nào? Đức Chí Tôn ký bản Thiên Nhân Hòa Ước này khi Đức Chí Tôn mở lòng đại từ đại bi, đại khai ân xá, mở đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần, năm 1926, cứu vớt nhân sanh trong thời kỳ cuối Hạ Nguyên Tam Chuyển, trước khi mở Đại hội Long Hoa. Kể từ khi có nhân loại đến nay, có bao nhiêu lần Đức Chí Tôn ký hòa ước với nhân loại? Kể từ khi có nhân loại trên quả địa cầu đến nay, giữa trời và người đã có 3 lần ký Thiên Nhân hòa ước, tương ứng với 3 thời kỳ phổ độ. Đệ nhất Thiên Nhân hòa ước được ký kết lúc mở nhất kỳ phổ độ. Đệ nhị Thiên Nhân hòa ước được ký kết lúc mở nhị kỳ phổ độ. Đệ tam Thiên Nhân hòa ước được ký kết lúc mở tam kỳ phổ độ. 1. Đệ nhất Thiên Nhân hòa ước. Khi loài người mới xuất hiện trên quả địa cầu này thì đó là các hóa nhân, do loài cầm thú cao cấp tiến hóa lên nên còn mang ít nhiều thú tánh, nhưng bản chất sống rất hồn nhiên. Đức Chí Tôn Thượng Đế liền cho 100 ức nguyên nhân giáng trần
để khai hóa đám hóa nhân ấy cho có đời sống văn minh, có đạo đức và luân lý. Một ức là 100.000, 100 ức là 10 triệu. Nhưng loài người càng tiến bộ về đường vật chất thì càng xa dần đạo đức. Các nguyên nhân lại bị nhiễm trược trần nên không thể trở về cõi thiêng liêng. Đức Chí Tôn thương xót, muốn cứu vớt đám nguyên nhân này nên mở ra Nhất Kỳ Phổ Độ, khai đạo thánh tại nước Do Thái với ông Môi-se làm thiên sứ, công bố Đệ Nhất Thiên Nhân Hòa Ước. Bản Đệ Nhất Thiên Nhân Hòa Ước chính là 10 điều răn mà Đức Chúa Trời Thượng Đế viết trên tấm bản đá ban cho ông Môi-se trên đỉnh núi Sinai, nước Do Thái. Thánh Môi-se công bố bản Đệ Nhất Thiên Nhân Hòa Ước này cho dân chúng biết. Nếu ai giữ đúng 10 điều răn thì sẽ được Đức Chúa Trời ban cho phẩm tước xứng đáng và rước về thiên đường sống đời đời hạnh phúc. Nếu người nào không tu, chẳng giữ được 10 điều răn, lại phỉ báng tôn giáo thì phải bị đọa vào địa ngục hoặc bị luân hồi trở lại cõi trần mà đền bồi tội lỗi. Bản Đệ Nhất Thiên Nhân Hòa Ước được gọi là Cựu Ước, có chép trong Thánh Kinh của đạo Do Thái mà về sau Thiên Chúa Giáo và đạo Tin Lành đều nhìn nhận. Những tôn giáo mở ra trong thời Nhất Kỳ Phổ Độ với Đệ Nhất Thiên Nhân Hòa Ước độ được một số nhân loại đắc đạo và 6 ức nguyên nhân trở về cựu vị nơi cõi thiêng liêng. Còn lại 94 ức nguyên nhân chìm đắm trong cõi trần. 2. Đệ Nhị Thiên Nhân Hòa Ước. Phần lớn nhân loại vẫn say đắm mùi trần, không lưu tâm đến linh hồn, không kể chi đến việc tu hành. Các mối đạo mà Đấng Thượng Đế đã cho mở ra vào thời Nhất Kỳ Phổ Độ đã bị nhân loại sửa cải làm sai lạc chân truyền, khiến nhiều người tu lầm lạc. Đức Thượng Đế với lòng đại từ đại bi mở ra Nhị Kỳ Phổ Độ cho các đấng tiên Phật giáng trần, lập ra nhiều mối đạo trên khắp hoàn cầu. Với Đệ Nhị Thiên Nhân Hòa Ước mà Đức Chúa Giê-xu lãnh nhiệm công bố cho nhân loại rõ, bản Đệ Nhị Thiên Nhân Hòa Ước lúc đó được gọi là Tân Ước, để đối lại với Cựu Ước thời ông Môi-se. Các mối đạo được mở ra trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ là đạo Thiên Chúa ở Trung Đông và Âu Châu, Phật giáo ở nước Ấn Độ, Lão giáo và Khổng giáo ở nước Trung Hoa, Thần giáo ở Trung Hoa, Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bổn, Hồi giáo ở các nước Ả Rập Trung Đông. Trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ, nhân loại càng bị thâm nhiễm trược trần hơn Nhất Kỳ Phổ Độ. Số người quay về đường đạo đức vẫn còn quá ít so với số nhân loại. Nhị Kỳ Phổ Độ cứu độ được một số nhân loại đắc đạo và 2 ức nguyên nhân. Như vậy, vẫn còn 92 ức nguyên nhân đang trầm luân nơi cõi trần. 3. Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước. Các nền tôn giáo mở ra thời Nhị Kỳ Phổ Độ, sau mấy ngàn năm truyền bá cứu độ nhân sanh, lần lần bị người đời sửa cải làm sai lạc chân truyền, nên tất cả các tôn giáo ấy đều bị Ngọc Hư Cung bế lại. Người tu thì nhiều, mà vì lầm lạc nên đắc quả rất ít. Nhân loại đồng lòng kêu nài lên Thượng Đế. Các nền tôn giáo thuở trước đã bị Ngọc Hư Cung chiếu theo thiên điều bế lại hết, mà Phật giáo vô ngôn. Đức Chí Tôn lại không cho khai đạo mới thì nhân sanh biết đường đâu mà tu hành, biết đường nào lành mà đi theo, biết đường nào dữ mà tránh. Bởi đó, Đức Chí Tôn mở lòng đại từ đại bi lần thứ 3, khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ký với nhân loại một tờ hòa ước thứ 3, gọi là Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước, giao cho 3 vị thánh đứng đầu Bạch Vân Động nơi cõi thiêng liêng, viết ra trên tấm bản đá, công bố cho toàn nhân loại rõ. Đồng thời, Đức Chí Tôn ra lệnh cho Tam Thánh làm thiên sứ hướng dẫn nhân loại khắp hoàn cầu đi vào con đường đại đạo. Tại sao Đức Chí Tôn không chọn ai khác để công bố Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước mà lại chọn Tam Thánh Bạch Vân Động? Bởi vì chư thánh có nhiệm vụ thể thiên hành hóa, điều hành tất cả các hoạt động của càn khôn vũ trụ. Cho nên Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo nói rằng: Bần đạo nói, họ đương nói chuyện mà trên đầu họ muôn ánh hào quang xẹt tứ tung ở không trung. Họ đương nói chuyện ở đây mà họ đương điều hành tới các địa giới khác, cả càn khôn vũ trụ. Trích trong Con Đường Thiêng Liêng Hàng Sống. Mặt khác,
Bậc Thánh đứng giữa trung gian giữa trời và người trong nấc thang tiến hóa của vạn linh, nên Tam Thánh Bạch Vân Động đại diện chư thánh, được Đức Chí Tôn chọn để công bố Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước là một điều hợp lý. Chọn ba vị thánh của ba nước có ân oán với nhau. Một là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người Việt Nam. Hai là Victor Hugo, người Pháp. Ba là Tôn Dật Tiên, người Trung Hoa, để có ý chỉ rằng Đức Chí Tôn muốn nhân loại xóa bỏ hết các ân oán dân tộc, nhìn nhau là anh em một nhà, đồng là con cái của Đức Chí Tôn, để tiến tới một xã hội đại đồng trong tình thương yêu huynh đệ và sự công bằng, tạo lập thời kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức. Nói rằng ba nước này có ân oán với nhau là bởi vì theo dòng lịch sử, Việt Nam bị Trung Hoa đô hộ 1.000 năm và bị nước Pháp đô hộ 80 năm. Nội dung của bản Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước được Tam Thánh Bạch Vân Động công bố bằng hai thứ ngôn ngữ quan trọng nhất là chữ Trung Hoa, cũng là chữ Nho của Việt Nam, là chữ viết quan trọng, phổ biến của giống dân da vàng. Chữ Pháp là chữ viết quan trọng của giống dân da trắng ở châu Âu và Bắc Mỹ Châu. Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, viết chữ Nho, phiên âm ra tiếng Việt là Thiên Thượng Thiên Hạ, Bác Ái Công Bình. Đức Nguyệt Tâm Chân Nhân, Victor Hugo, viết chữ Pháp. Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước rất đơn giản, chỉ có bốn chữ Bác Ái Công Bình. Giải thích: Thiên Thượng, trên trời, tức là Thượng Đế. Thiên Hạ là dưới trời, tức là nhân loại. Bác Ái, bác ái là hay thương xót sanh linh hơn thân mình. Cho nên kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mảy lông, mà coi thiên hạ trọng bằng trời đất. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Công bình, không nghiêng về bên nào, không có ý riêng tư, theo đúng đạo lý. Theo bản hòa ước này, Đức Chí Tôn cam kết với nhân loại, nếu người nào thực thi được bốn chữ bác ái công bình, thì Đức Chí Tôn rước về cõi thiên liêng hằng sống, được ban thưởng các ngôi vị thần thánh tiên Phật, thoát khỏi luân hồi. Còn nếu không thực hiện được bốn chữ này, thì phải bị đọa luân hồi, không được đổ thừa hay khiếu nại vào đâu được nữa. Đức Chí Tôn lại ban cho một ân huệ đặc biệt là Đại Ân Xá. Nên Thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhân loại càn khôn thế giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Nhân loại muốn thực hiện được bản Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước nói trên, thì phải nhập môn vào Đạo Cao Đài, tùng giáo Đức Chí Tôn, lo việc tu hành. Do đó, Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là Đạo Cao Đài, lấy bốn chữ bác ái công bình làm tiêu chuẩn cho luật và quyền trong việc phổ độ nhân sanh. Luật là bác ái, thương yêu, quyền là công chánh, công bình. Các liệt cường ký với nhau khoản này khoản nọ, khoản kia đủ thứ, ký không biết bao nhiêu khoản. Với Đức Chí Tôn chỉ có hai khoản thôi. Một, luật, thương yêu. Ngài định luật cho chúng ta là phải thương yêu, không phải thương yêu nhân loại mà thôi, mà phải thương yêu toàn cả vạn linh nữa. Hai, quyền. Ngài chỉ định là quyền công chánh. Từ thử, ta chưa thấy hòa ước nào đơn sơ như thế. Trích trong Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, quyển 2, trang 168. Đức Chí Tôn Ngài đến, do Ngài ký một hòa ước với một sắc dân nô lệ, sắc dân hèn mọn, đặng Ngài nài nỉ xin cho đặng hai điều trọng yếu làm cho nhân loại sống tồn tại là luật thương yêu và quyền công chánh. Ngài đã ký, Ngài đã hứa với thánh thể của Ngài, tất nhiên là cả quốc dân này đặng tạo ra hình ảnh luật thương yêu. Nếu toàn cả quốc dân Việt Nam lấy quyền công chánh làm thành tướng ra, rồi Ngài sẽ lấy tương diện của nó, Ngài làm môn thuốc cứu sanh mạng của nhân loại đó vậy. Ngài đã ký kết với nhân loại bản hòa ước thứ ba. Hai hòa ước kỳ trước, nhân loại đã phản bội, không giữ sở tín của mình, vì cớ cho nên phải thất đạo. Nhân loại đi trong con đường diệt vong, tương tranh tương sát nhau. Vì lòng bác ái từ bi, Đức Chí Tôn đến ký hòa ước thứ ba nữa để trong luật điều,
chúng ta thấy các đấng thiêng liêng chỉ tấm tượng tam thánh biểu nhân loại tín ngưỡng, thiên thượng thiên hạ, về luật có bác ái, pháp có công bình. Ngoài ra, giàu luật pháp muôn ngàn hình tướng, hội thánh đạo cao đài diều dẫn tâm lý nhân sanh, chỉ dẫn họ vô mặt luật tối cao là luật bác ái và vô một nền chân pháp tối trọng là pháp công bình. Luật pháp của đạo cao đài ngoài luật bác ái và pháp công bình, tất cả luật đều khác, đều là phương pháp lấy giả tạo chân mà thôi. Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp. Nội dung của Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước gồm 4 chữ rất đơn sơ, nhưng muốn thực hiện trọn vẹn 4 chữ đó không phải là điều dễ dàng, cũng không phải quá khó khăn để không thể thực hiện được. Có lòng bác ái mới rõ lẽ công bình. Muốn có lòng bác ái phải có lòng nhân, phải biết bố thí. Sự bố thí làm cho ta có sự cảm xúc tinh thần trước những nỗi đau khổ của nhân sanh. Từ đó, chúng ta mới thể hiện được tình thương yêu trên muôn loài vạn vật, tức là bác ái vậy. Và nhờ đó, chúng ta mới biết rõ được lẽ công bình của tạo hóa. Trong phần thực thi sự công bình, chúng ta thiếu nợ ai thì phải lo trả cho dứt nợ. Bởi vì nếu chưa trả dứt nợ thì các chủ nợ đâu có cho ta được trở về cõi thiêng liêng hằng sống. Nhưng có những món nợ từ nhiều kiếp trước mà ta đâu có biết ai là chủ nợ để trả. Muốn trả những món nợ này, Đức Hộ Pháp khuyên chúng ta phụng sự nhân sanh. Trong số nhân sanh mà ta phụng sự, ắt có những chủ nợ của ta từ nhiều kiếp trước. Và dần dần việc phụng sự này giúp chúng ta trả hết các món nợ tiền kiếp. Còn các món nợ mà ta đã cho vay từ nhiều kiếp trước thì sao? Luật công bình buộc các con nợ phải trả cho ta đầy đủ. Nhưng bây giờ ta là kẻ tu hành rồi. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chí Tôn xin hủy bỏ hết các món nợ này để giúp các con nợ bớt được nghiệp chướng mà lo tu hành, sớm trở về với Đức Chí Tôn. Đây cũng là một hình thức bố thí thể hiện lòng bác ái của ta. Và việc bố thí cũng là để phụng sự nhân sanh mà thôi. Như vậy, muốn thực hiện bác ái và công bình thì chúng ta phải làm công quả phụng sự nhân sanh. Nói như thế, tức là việc làm công quả phụng sự nhân sanh là hình thức tốt nhất để thực thi bác ái và công bình, tức là thực thi Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước vậy. Mà thực thi được Đệ Tam Thiên Nhân Hòa Ước là đắc đạo và được Đức Chí Tôn rước về Bạch Ngọc Kinh. Bởi lẽ đó mà Đức Chí Tôn nhiều lần dạy bảo và khuyên nhủ nhân sanh phải lo làm công quả. Thầy đến độ rỗi các con là lập thành một trường công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng là tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn. Nếu chẳng đi đến trường thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Vì vậy mà thầy hằng nói cùng các con rằng, một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Vinh hoa phẩm cũ ngôi xưa đó, khổ cực các con chớ bỏ trường. Muôn đức ngàn lành không sót một, bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. Nam Bình Vương Phật. Nam Bình Phật Tổ. Nam Bình Vương Phật. Phật Tổ, vị Phật lớn. Vương Phật, vị Phật làm vua. Nam Bình Phật Tổ là vị Phật lớn che chở nước Việt Nam. Nam Bình Vương Phật là vị Phật vua che chở nước Việt Nam. Nơi điện thờ Phật Mẫu ở Trí Giác Cung, Địa Linh Động, khi xưa là trường Quy Thiện, có thờ bức họa Nam Bình Phật Tổ, đặt tại vị trí ngó ngay vào bửu điện thờ Đức Phật Mẫu. Đây là nơi duy nhất thờ Nam Bình Phật Tổ. Báo Ân Từ cũng như các điện thờ Phật Mẫu khác đều không có thờ Nam Bình Phật Tổ. Nhìn bức họa Nam Bình Phật Tổ trên bàn thờ, chúng ta thấy Ngài mặc áo tràng, tay rộng, màu nâu lợt pha vàng, tay mặc cầm quạt, chân mang thảo hài, có dáng dấp như một ông tiên. Ngài lại cầm bình bát nơi tay trái và có vành tai dài thòng xuống như tai Phật. Ngài có râu lúng phúng trên miệng và cằm
lại đội mũ mão giống như mão của ông quan nơi triều đình. Do đó, chúng ta thấy nơi ngài như có sự phối hợp của Tam giáo, Nho giáo, Tiên giáo và Phật giáo. Phía trên bức họa là bốn chữ Nho lớn, Nam Bình Phật Tổ, viết theo hàng ngang. Bên cạnh đứng của bức họa có hai hàng chữ Nho thẳng đứng, chép ra như sau: Hữu tế ư nhân, hữu tế ư vật, thùy vị kỳ điên. Thác hữu ngã Phật, Phật kỳ hữu linh, hình hương bái khất. Giải nghĩa: hữu tế ư nhân, nghĩa là có cứu giúp người. Hữu tế ư vật, nghĩa là có cứu giúp vật. Thùy là ai, vị là bảo rằng, kỳ là hư tự, điên là khùng. Thác hữu ngã Phật là lầm có ta là Phật. Thác là lầm. Phật kỳ hữu linh, Phật ấy có linh thiêng. Hinh là mùi thơm bay xa. Hương là cây nhang. Bái là lạy. Khất là xin. Hai câu chữ Nho trên không phải là hai câu liễn đối, nên trong bức họa viết hai hàng không bằng nhau. Hàng ngoài có 16 chữ và hàng trong có 8 chữ, nghĩa là có cứu giúp người, có cứu giúp vật, ai bảo ấy điên. Lầm có ta là Phật, Phật ấy có linh, đốt nhang thơm vái lạy cầu xin. Nguồn gốc bức họa Nam Bình Phật Tổ. Chúng tôi có hỏi một vài vị lão thành của trường Quy Thiện về nguồn gốc bức họa Nam Bình Phật Tổ, thì quý vị ấy đều trả lời rằng trong chuyến Đức Hộ Pháp Á Du sang Đài Loan rồi qua Nhật Bổn để rước xác tro của kỳ ngoại hậu cường để về trong nước, có người Tàu ở Đài Loan đem tặng Đức Phạm Hậu Pháp bức họa Nam Bình Phật Tổ này. Chúng tôi liền kiểm tra lại bằng cách đọc trở lại rất kỹ tập Nhật ký Á Du do ông sĩ tải Bùi Quang Cao ghi lại. Chúng tôi không thấy có chỗ nào nói về vụ người Đài Loan tặng bức họa Nam Bình Phật Tổ cho Đức Phạm Hộ Pháp. Rất may lúc đó ông Bùi Quang Cao bây giờ là giám đạo Cao còn sống khỏe mạnh, nên chúng tôi trực tiếp đến hỏi ông Cao. Trong chuyến Á Du này, Đức Phạm Hộ Pháp đem ông Cao theo làm thơ ký, kiêm nhân viên nhiếp ảnh và quay phim, cho nên tất cả các việc xảy ra ông Cao đều hay biết để ghi nhật ký. Ông sĩ tải Bùi Quang Cao xác nhận một cách quả quyết với chúng tôi 2-3 lần rằng nhất định không có người Tàu nào đem đến tặng cho Đức Phạm Hộ Pháp bức họa Nam Bình Phật Tổ, bởi vì đây là sự kiện lớn và tốt đẹp, đâu cần phải giấu giếm. Mặt khác, chúng tôi lại dò hỏi về vấn đề thời gian. Đức Phạm Hộ Pháp trao cho trường Quy Thiện bức họa Nam Bình Phật Tổ vào ngày tháng năm nào? Chúng tôi được cho biết chắc chắn là Đức Phạm Hộ Pháp đem giao bức họa Nam Bình Phật Tổ cho ban giám đốc trường Quy Thiện vào năm Canh Dần 1950, không nhớ rõ ngày nào, nhưng trước ngày làm lễ sinh nhật mừng lục tuần Đức Phạm Hộ Pháp ngày mùng 5 tháng 5 năm Canh Dần, và đức ngày chạy đặt tại vị trí như chúng ta thấy hiện nay. So sánh về thời gian, chúng ta thấy bức họa này đã có từ năm 1950, mà Đức Phạm Hộ Pháp Á Du khởi hành vào ngày 1 tháng 8 năm Giáp Ngọ, dương lịch ngày 28 tháng 8 năm 1954, và trở về ngày 16 tháng 9 năm Giáp Ngọ. Kết luận, bức họa Nam Bình Phật Tổ có trước ngày Đức Phạm Hộ Pháp đi Đài Loan tới hơn 4 năm. Chúng tôi may mắn gặp ông lãnh nhạc Huỳnh Minh Mẫn. Ông thuật lại cho chúng tôi nghe, vào khoảng năm 1950, Đức Phạm Hộ Pháp sai ông đi Sài Gòn, đến nhà ngài tiếp pháp Trương Văn Tràng để lấy bức họa Nam Bình Phật Tổ đem về tòa thánh cho đức ngài. Khi đến nơi, gặp ngài tiếp pháp trình bày công việc, thì ngài tiếp pháp mở tủ lấy ra hai bức họa cuốn tròn lại, gói thật kỹ, giao cho ông đem về Đức Phạm Hộ Pháp. Sau đó, đức ngài đem xuống giao cho trường Quy Thiện một tấm để thờ nơi đền thờ Đức Phật Mẫu, còn một tấm thì giao cho đầu phòng Trần Thái Lan thờ nơi Hộ Pháp Tịnh Đường ở Địa Linh Động. Ngoài ra, ông lãnh nhạc Huỳnh Minh Mẫn còn cho chúng tôi biết, ông nhạc sư Lê Ngọc Hội có làm tờ giải thích về Đức Nam Bình Phật Tổ và bảo chúng tôi đi sưu tầm tờ giải thích này để biết rõ thêm. Nhờ sự tiết lộ của ông lãnh nhạc Mẫn,
Chúng tôi liền tìm đến nhà người con trai của ngài Tiếp Pháp là ông Trương Minh Tánh ở Sài Gòn. Chúng tôi được ông Tánh cho biết, ngài Tiếp Pháp cũng có một bức họa Nam Bình Phật Tổ lộng kiến treo nơi phòng khách, nhưng màu áo tràng là màu xanh chứ không phải màu nâu vàng lợt. Thời gian quá lâu nên bức họa này bị mối ăn hư hết, rất uổng. Và ông Tánh cũng cho biết, bức họa này hình như do ông Lỗ Bá Hiền đem lại tặng ngài Tiếp Pháp. Sau đó, chúng tôi lại đi sưu tầm bài giải thích của ông nhạc sư Lê Ngọc Hội về Nam Bình Phật Tổ. May mắn được nhạc sĩ Lê Minh Dương, tín đồ trường Quy Thiện, lấy ra cho mượn xem. Bài của nhạc sư Hội đề tựa là Cảm tưởng vì sao có biểu tượng của Nam Bình Phật Tổ thờ ở đền thờ Phật Mẫu, cũng như có mặt ngài ở Trí Giác Cung. Cuối bài đề ngài là Tòa Thánh Tây Ninh, lập ngày 15 tháng 4 Quý Sửu, dương lịch 17 tháng 5 năm 1973, nhạc sư Lê Ngọc Hội, chưởng quản Bộ Nhạc Trung ương, bút hiệu Tiêu Tràng. Nội dung, nhạc sư Hội viết: Nam Bình Phật Tổ chính là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma của Phật giáo, vị tổ sư đời thứ 28 của Phật giáo Ấn Độ, đem y bát sang Trung Hoa để mở mang Phật giáo ở Trung Hoa vào thời vua Lương Võ Đế. Chúng tôi nhận thấy lời giải thích này của nhạc sư Hội không phù hợp với lời giải thích của Đức Phạm Hộ Pháp, nên không chép vào đây cho thêm dông dài. Muốn biết tiểu sử của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, xin quý vị xem nơi chữ Nhất Tổ. Ý nghĩa sự thờ Nam Bình Phật Tổ, Nam Bình Vương Phật, do Đức Phạm Hộ Pháp giải thích. Vào năm Nhâm Thìn 1952, anh em thợ hồ khi xây dựng báo Ân Từ có bạch hỏi Đức Hộ Pháp về việc thờ Đức Nam Bình Phật Tổ. Đức Hộ Pháp dạy như sau: khuôn bao hình chữ nhật ở tấm vách ngoài ngó vào điện thờ Phật Mẫu, để trống, sau này sẽ đắp hình Nam Bình Vương Phật, cũng như đền thánh có hình Hộ Pháp ngự trên ngai trông vào bát quái đài đó vậy. Anh em thợ hồ bạch: xin thầy cho biết hình Nam Bình Phật Tổ thế nào để sau này mấy con đắp. Đức Hộ Pháp nói: chừng nào có điện thờ Phật Mẫu thì thầy sẽ cho biết, không có gì lạ. Đền thánh là Bạch Ngọc Kinh tại thế, có hình Hộ Pháp mặc thiên phục khôi giáp, thì nơi điện thờ Phật Mẫu lẽ dĩ nhiên hình của ngài không mặc thiên phục, chỉ mặc áo cà sa nhà Phật mà thôi. Nơi Trí Giác Cung, thầy có dạy thờ Nam Bình Vương Phật trong điện thờ Phật Mẫu rồi. Đàn cơ tại cung đạo Tòa Thánh đêm 26 tháng 6 năm Nhâm Tý, dương lịch nhằm ngày 4 tháng 8 năm 1972, lúc 20 giờ 15 phút, Phò Loan hiến pháp khai đạo, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ. Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa bạch hỏi Đức Hộ Pháp: nơi báo Ân Từ, Tòa Thánh thờ Phật Mẫu, phía ngoài đối diện với Bửu Điện thì không có tượng chi hết, chi ở Địa Linh Động có tượng thờ vị Nam Bình Phật Tổ, xin Đức Ngài chỉ giáo. Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ đáp: nên đặt vào một nghi tiết riêng biệt, vì đấng ấy có công mở đạo tại Việt Nam. Ngài Bảo Đạo bạch hỏi tiếp: nơi các điện thờ Phật Mẫu sau này cũng phải thờ hay không? Đức Phạm Hộ Pháp đáp: dùng riêng một chỗ cho người mà thôi. Qua lời giải thích của Đức Phạm Hộ Pháp, một là với anh em thợ hồ vào năm 1952, lúc Đức Ngài còn xin tiền; hai là với Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa vào năm 1972, khi Đức Ngài đã quy thiên giáng cơ giải đáp, chúng ta thấy có hai điểm quan trọng để thờ Nam Bình Phật Tổ. Một, nơi Tòa Thánh thờ Đức Chí Tôn có Hộ Pháp mặc thiên phục với khôi giáp, vì đây là triều nghi của Đức Chí Tôn, đứng ở Hiệp Thiên Đài nhìn thẳng vào Bát Quái Đài. Thì nơi điện thờ Phật Mẫu cũng tương tự như vậy, cũng phải có tượng Nam Bình Vương Phật, nhưng không được mặc khôi giáp, chỉ mặc áo cà sa, vì Đức Phật Mẫu không có triều nghi, chỉ có tình mẹ con, đứng đối diện với Bửu Điện thờ Phật Mẫu. Hai, thờ Nam Bình Phật Tổ vì đấng ấy có công mở đạo tại nước Việt Nam. Đức Hộ Pháp không nói đích danh Nam Bình Vương Phật là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu Nam Bình Vương Phật chính là Đức Phạm Hộ Pháp. Cơ bút.
Phần 1. Định nghĩa cơ bút. Cơ bút là dụng cụ dùng để thông công với các đấng thiêng liêng. Cây cơ gồm một cái giỏ đan bằng tre hay mây, có phủ một lớp giấy và bên ngoài bọc vải vàng. Một cây cán dài bằng gỗ xuyên qua miệng giỏ. Đầu cán có chạm hình đầu chim loan. Dưới cổ chim loan gắn một cọng mây dùng làm bút viết chữ trên mặt bàn. Cơ để cầu chư thần thánh tiên Phật thì gọi là ngọc cơ hay tiểu ngọc cơ. Cơ để cầu Đức Chí Tôn hay Đức Phật Mẫu thì phải làm cỡ lớn hơn và gọi là đại ngọc cơ. Danh từ cơ bút còn có nghĩa là phò cơ và chấp bút. Phò cơ là cầu một đấng thiêng liêng giáng điển xuống làm ngọc cơ chuyển động viết ra chữ, tạo thành một bài văn hay bài thi dạy đạo. Hai vị phò cơ được gọi là đồng tử, ngồi hai bên giỏ cơ. Mỗi người dùng hai bàn tay cầm miệng giỏ cơ nâng lên. Khi đấng thiêng liêng giáng điển xuống, làm tay đồng tử đẩy ngọc cơ quay tròn. Cây bút bằng mây ở đầu cán cơ chạm mặt bàn, viết ra chữ bóng. Độc giả nhìn theo nét chữ bóng mà đọc cho vị điển ký chép vào giấy. Còn chấp bút thì chỉ có một đồng tử ngồi trước bàn viết, tay cầm sẵn cây bút chì. Khi đấng thiêng liêng giáng thì cánh tay cầm bút của đồng tử chuyển động và viết ra chữ trên mảnh giấy trắng. Thánh ngôn hiệp tuyển: kẻ phò cơ chấp bút cũng như tướng soái của thầy để truyền đạo cho thiên hạ. Các con đừng tưởng việc bút cơ là việc tầm thường. Trong cơ bút, đồng tử được gọi là phò cơ hay phò loan, vì đầu ngọc cơ có hình chim loan. Đồng tử đóng vai trò rất quan trọng. Đồng tử phải là người có đặc khiếu xuất chân thần ra khỏi thể xác, để lên hầu các đấng tiên Phật nghe dạy bảo bằng chuyển di tư tưởng từ các đấng qua đồng tử, rồi nhờ linh điển của các đấng dán vào đồng tử, hiệp với nhân điển của đồng tử, làm cánh tay đồng tử chuyển động, đẩy ngọc cơ quay tròn, rồi viết ra chữ bóng trên mặt bàn. Có hai trường hợp về đồng tử: đồng mê và đồng tỉnh. Đồng mê, đồng tử mê thì chân thần của đồng tử xuất trọn vẹn khỏi thể xác, tiếp được rõ ràng tư tưởng của các đấng, và các đấng xuống điển giúp chân thần đồng tử điều khiển hai cánh tay viết ra chữ, tạo thành bài văn hay bài thi tuyệt diệu, ý nghĩa cao siêu. Nhưng sau khi mãn đàn cầu cơ, chân thần của đồng tử rất mệt mỏi. Trường hợp này, bài văn hoàn toàn do các đấng điều động viết ra. Đồng tỉnh thì chân thần xuất ra khỏi thể xác, tiếp luồng tư tưởng các đấng, rồi chân thần đồng tử tự điều khiển cánh tay viết ra tư tưởng ấy. Trường hợp này, tư tưởng là của các đấng, nhưng chân thần của đồng tử tạo thành câu văn diễn đạt tư tưởng ấy và viết ra, nên bài văn không trọn vẹn 100% là của các đấng. Nhưng sau khi xong đàn cơ thì chân thần của đồng tử không mệt, và nhờ vậy đồng tử có thể phò cơ liên tiếp nhiều đàn cơ trong một đêm. Trường hợp đồng tỉnh, Đức Chí Tôn hay các đấng thiêng liêng lựa chọn đồng tử rất cẩn thận, vì chân thần của đồng tử viết thành văn tư tưởng của các đấng. Chỉ người nào có chân thần trong sáng, đạo tâm vững vàng, tư tưởng trong sạch thì mới được chọn làm đồng tỉnh, mới viết ra đúng tư tưởng của các đấng thiêng liêng. Để sự chuyển di tư tưởng được hoàn hảo, các đấng dùng lối gián tâm hay gián thủ tùy theo đặc khiếu của đồng tử. Gián tâm là chuyển di tư tưởng của các đấng thẳng vào tâm của đồng tử, nên đồng tử tuy chưa viết ra mà thần trí biết trước những lời sắp viết ra. Gián thủ là các đấng gián điển vào tay của đồng tử và điều khiển cánh tay viết ra, đồng tử không biết chi hết. Lập đạo cao đài, Đức Chí Tôn dùng đồng tỉnh mới tiện cơ phổ độ. Hồi trước còn ngu xuẩn, kẻ phò cơ không đủ tinh thần như mấy con, vậy nên mỗi khi cầu cơ lấy làm khó nhọc lắm mới được một vài lời của người khuất mặt. Như đồng thật mê thì ra thi hay, xong rồi đàn thì thần của nó phải si. Nếu dùng đồng mê thì đạo biết bao giờ phổ thông đặng. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Phần 2. Nguồn gốc của cơ bút. Thuở đầu tiên, quý ngài Cao Huỳnh Cư
Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang chưa biết cơ bút, chỉ biết xây bàn theo các sách thần linh học từ nước Pháp truyền sang Việt Nam. Nhờ xây bàn, quý ngài tiếp xúc được với thất nương Diêu Trì Cung. Sau đó, thất nương mới hướng dẫn quý ngài dùng cơ bút để cầu các đấng thiêng liêng thì mới được tiện lợi và nhanh chóng hơn việc xây bàn. Qua thượng tuần tháng 8 năm Ất Sửu, dương lịch năm 1925, quý ngài tiếp đặng mấy lời tiết lộ của thất nương về Diêu Trì Cung. Trên hết có Cửu Thiên Nương Nương chưởng quản, dưới có 9 vị tiên cô mà thất nương đứng thứ 7. Cô Hớn Liên Bạch là bát nương. Ngài Cao Quỳnh Cư nhờ thất nương dạy cho cách cầu đấng Cửu Thiên Nương Nương. Thất nương bảo quý ngài phải ăn chay trước 3 ngày và phải có ngọc cơ thì cầu Cửu Thiên Nương Nương mới được. Quý ngài không hiểu ngọc cơ là chi, nhờ cô chỉ dạy. Thất nương tả hình của ngọc cơ, rồi dẫn giải rõ căn cội, lấy hình chùm sao Bắc Đẩu tạo thành, lại dạy cách phò ngọc cơ, rồi biểu quý ngài mỗi người làm sẵn một bài thi mừng đấng Cửu Thiên Nương Nương và sẽ cầu nương nương vào đêm trung thu. Dịp may lúc bấy giờ có ông Phán Phan Văn Tý làm việc ở sở Trường Tiền, vốn là bạn học cũ của ngài cư và ở gần nhà ngài cư tại đường Bo Đai, Sài Gòn. Ông Phán Tý qua lại chơi nhà ngài cư, thấy quý ngài cư sang xây bàn cầu tiên, được một bài văn thì lâu quá, nhưng ông chưa dám nói. Mãi đến khi ngài cư qua nhà nói muốn cầu bằng ngọc cơ nhưng chưa có, ông Phán Tý liền cho biết ông đang có một cây ngọc cơ để ông lấy cho mượn. Ông Phán Tý liền đi đến ông Âu Kích ở chùa Minh Lý, đường Đa Mân, đòi lại ngọc cơ mà ông đã cho ông Âu Kích mượn từ lâu để thỉnh kinh. Ông Âu Kích nói: "Hiện giờ tôi chấp bút được rồi, ít khi dùng đến ngọc cơ, xin gửi ngọc cơ trả lại ông." Ông Phán Tý liền đem ngọc cơ về cho ngài cư mượn. Nguyên cây ngọc cơ này ông Phán Tý thỉnh ở chùa Hội Khánh ở Thủ Dầu Một. Ông Trần Hiển Vinh tu ở chùa Hội Khánh thuộc Chi Minh Thiện trong Ngũ Chi Minh Đạo, có tạo ra 12 cây ngọc cơ. Ông thân sinh của Trần Hiển Vinh là một pháp sư rất sành việc cầu cơ thỉnh tiên. Ông Phán Tý vốn tánh hiếu kỳ mới xin thỉnh một cây ngọc cơ về nhà để ngày nay có cho ngài cư mượn dùng. Đúng đêm 14 tháng 8 âm lịch năm Ất Sửu, dương lịch 1925, tại nhà ngài cư, ngài dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa tinh khiết, đặt một cái bàn dài giữa nhà, rải hoa xung quanh, đặt 9 cái ghế mây quanh bàn. Ở đầu bàn đặt một cái ghế to hơn, trước mỗi cái ghế đặt một tách trà, một ly rượu, một cái chén và đũa. Trên bàn trưng trái cây và bình hoa tươi tốt, có đốt trầm để xông hương khử trược trong nhà. Đúng giờ Tí, ngài cư đốt nhang đèn lên, cả thảy ba ngài cư Tắc Sang đều quỳ lạy khấn vái, rồi đem ngọc cơ ra cầu. Đây là lần cầu bằng ngọc cơ đầu tiên, quả có đấng Cửu Thiên Nương Nương giáng cơ, và sau đó lần lượt 9 vị tiên cô đều có giáng chào mừng quý ngài. Khi ấy, thất nương yêu cầu 3 ngày đờn và ngâm bài thi của mình đặng hiến lễ nương nương, còn lệnh bà và cửu tiên an vị ngồi nghe. Chừng nhập tiệc, thất nương mời 3 ngài ngồi chung vào bàn cho vui. 3 ngài sợ thất lễ, không dám ngồi, nhưng thất nương ép buộc nên vâng theo. Đặt thêm 3 cái ghế phía sau 9 cái ghế của 9 cô, xá một xá rồi ngồi xuống. Bà Hương Hiếu, hiền nội của ngài cư, gấp đồ ăn chay đặt vào chén, rót rượu và nước trà đãi lệnh bà và 9 cô. Đãi người vô hình mà làm y như là đãi người sống vậy. Nửa giờ sau, chừng như xong tiệc, 2 ngài cư và Tắc phò ngọc cơ trở lại. Lệnh nương nương và 9 cô giáng cơ viết lời cảm tạ, mỗi vị cho một bài thi để kỷ niệm và hứa rằng từ đây có ngọc cơ rồi thì rất tiện cho Diêu Trì Cung đến dạy việc. Đó là buổi phò ngọc cơ đầu tiên và làm lễ gọi là lễ hội yến Diêu Trì Cung tại nhà ngài Cao Quỳnh Cư, 134 Bo Đai, Sài Gòn. Từ đó về sau,
Quý ngài dùng ngọc cơ để cầu Đức Chí Tôn và các đấng thiên liêng giảng dạy đạo lý, và chính nơi đây là nguồn gốc của cơ bút của đạo Cao Đài. Như vậy, cơ bút của đạo Cao Đài bắt nguồn từ cây ngọc cơ của Chi Minh Thiện, mà cây ngọc cơ này chế tạo theo cách thức của đạo Minh Sư từ bên Tàu truyền sang nước ta. Đạo Minh Sư bên Tàu đã biết cách phò cơ thỉnh tiên, nhưng việc cầu cơ thuở đó còn rất khó khăn. Việc cầu cơ phải được thực hiện trên núi hoặc trong các ngôi chùa rất thanh tịnh và vắng vẻ. Ngọc cơ được treo lên thế nào để đầu cơ chạm nhẹ trên mặt cát khỏa bằng chứa trong thau. Khi có tiên dáng thì cơ chuyển động và đầu cơ viết lên mặt cát một hoặc là hai ba chữ Hán. Phải cầu nhiều đêm như vậy mới được trọn một bài. Như vậy, việc phò cơ trong đạo Cao Đài có nguồn gốc sâu xa từ cách cầu cơ thỉnh tiên của đạo Minh Sư bên Tạo truyền sang nước ta. Nhưng đến khi đạo Cao Đài sử dụng cơ bút thì có chút ít biến cải tiến bộ hơn, là thay vì đầu cơ viết chữ trên mâm cát thì đầu cơ viết ra chữ bóng trên mặt bàn và viết chữ quốc ngữ nên dễ nhìn và dễ đọc hơn. Việc viết chữ bóng không để lại dấu vết trên mặt bàn cơ viết rất nhanh, tạo thành một bài văn cũng rất nhanh. Còn việc xây bàn lúc đầu có nguồn gốc từ thần linh học của nước Pháp truyền sang nước ta. Thần linh học gọi xây bàn là La Table Tournante hay La Table Parlante. Phần 3: Tiên cơ, tà cơ, nhân cơ. Cơ bút rất huyền diệu, nhưng không phải lúc nào cũng do tiên Phật giáng, mà đôi khi cũng có quỷ ma giáng, hoặc do nhân điển của đồng tử tạo ra. Do đó, cần phải phân biệt 3 trường hợp. Tiên cơ là cơ bút do tiên Phật giáng dạy. Tà cơ là cơ bút do quỷ ma mạo danh tiên Phật giáng. Nhân cơ là cơ bút do nhân điển của đồng tử tạo ra. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy: giờ này thầy biện phân về cơ quan đồng tử cho công việc hãn tàng tự sự. Cơ là gì? Cơ nghĩa là cái mái. Quan là gì? Quan là một trong các bộ phận của cái mái. Thiên cơ là mỗi phần cốt yếu của luật tuần hoàn xoay chuyển đó. Vậy hai chữ cơ quan ứng hiện chia ra làm 3 cách. Thứ nhất, tiên cơ dùng huyền vi chân lý. Thứ hai, tà cơ dùng mê tín dị đoan. Thứ ba, nhân cơ dùng hữu hình thể cách. Thầy sẽ luận giải rõ ràng, kẻo các con còn nghi ngại. Tiên cơ dùng luật huyền vi chân lý là lấy sự chánh đáng để dìu dắt các con bước lành theo đường sáng suốt tấn hóa mãi lên. Tà cơ dùng mê tín dị đoan là lấy sự chẳng đặng chân thật, kiếm thế cho các con quá mê theo những sự dị đoan mà phải sai lầm. Nhân cơ dùng hữu hình thể cách là sự cho có hình dạng, đây là do các con làm ra. Các con khá nhớ, trong 3 cách đều phải thọ điển cả, chớ chẳng phải không đâu. Các con nghe thầy giải lý. Tiên cơ luật tiếp điển như vậy: hễ đồng tử định chân thần rồi thì tâm tịnh, mà hễ tâm tịnh thì minh khiếu sẽ phát lộ ra, kế tiếp chân thần xuất hiện lên trên, rồi nói với tiên thiên điển, mới rọi ra thành thánh giáo. Nên khi lập đàn, các con cần nhất trước hết phải cho thanh tịnh, đừng khua động. Nếu động thì tâm của đồng tử, cái minh khiếu liên tiếp với tiên thiên điển bỗng rời ra, thành thử phải dứt điển đó. Tà cơ là vậy, cũng phải tiếp điển nữa, nhưng vì điển hậu thiên quá nhiều, có một tí điển tiên thiên thôi. Tiên thiên điển là dương điển, còn hậu thiên điển là âm điển. Tà thuộc âm, nên hễ âm điển nhiều, thành ra tà cơ đó. Nhân cơ cũng có điển, lúc mới tạo nên vật kiện là vậy. Khi các con muốn làm ra một món chi, thì ý muốn ấy tự trong tâm các con phát hiện ra. Óc của các con nó khiến các con cử động tứ chi mà tạo thành vật ấy, đó cũng gọi là điển
song thật là nhân điển, phàm điển. Vậy thầy đã minh giải tận tường. Các con lấy đó mà suy nghiệm, chớ đừng để lòng nghi ngại như từ bấy lâu nay. Phần 4. Phán đoán giả thiệt của cơ bút. Như phần trên, Thánh giáo của Đức Chí Tôn có dạy về ba cách ứng hiện của cơ bút. Này muốn phán đoán để phân biệt sự giả hay thiệt của cơ bút, chúng ta lấy bài Thánh giáo sau đây của Đức Chí Tôn dạy làm tiêu chuẩn cho chân lý. Đồng tử có nhiều hạng, song trong nhiều hạng đó nên phân biệt trước hết là cái giả và cái thiệt. Lấy về phương diện vô hình thì các con không thể rõ đâu là ma hay là Phật, nhưng theo phương diện hữu hình thì các con có thể rõ đặng, vì nhờ cái lý tự nhiên ở trong sự giao thiệp thần tiên này. Đạo phải hồi rời rã là vì người học đạo chưa biết dụng đồng tử, cứ tưởng huyền diệu là tiên Phật, còn không huyền diệu là ma quỷ. Điều đó rất mê tín, các con nên tránh xa. Cái huyền diệu nơi cõi vô hình là trả lời theo sớ, đáp đúng lời nguyện thầm. Việc ấy chẳng những tiên Phật có mà thôi, quỷ ma còn huyền diệu hơn nữa. Nhiều huyền diệu để mà chi? Để mà hoặc chúng mê nhân, lợi dụng. Phần nhiều các con lại tưởng lầm rằng cơ huyền diệu là tiên là Phật, nên chi các đứa ấy hễ nghe cơ bút nào huyền diệu như đã nói trên thì nó cứ tin mà lầm lũi thực hành. Đó là điều mê tín. Thầy bảo các con chẳng nên bắt chước. Các con hãy tìm cái chân lý ở trong mỗi sự hành động của thần linh thì các con mới biết chắc thiệt hay giả. Trong sự tập cơ, luyện bút thì tiên Phật không hơn ma quỷ cái huyền diệu, mà chỉ hơn chúng nó cái chân lý tự nhiên mà thôi. Bởi vậy nên thầy thường nhắc các con nhớ rằng sau khi học hỏi nơi đàn tiên, các con cần trình diện với lương tâm và trí phán xét cho kỹ. Chẳng phải nghe nói lời tiên Phật mà sợ, không phán cao chừng nấy, mọi việc đều có chánh tà. Các con là thầy mà thầy là các con, nhưng chỉ khác với chúng con là ngôi chánh trị của thầy ở nơi cõi hư vô mà thôi. Vả chăng người tu là miếng mồi ngon mà lũ quỷ là đám người trực sẵn vậy? Người trực sẵn bao giờ thấy mồi ngon mà bỏ đâu, nhưng con mồi nào khỏi đặng cũng nhờ cái hay riêng của nó. Ví dụ con thỏ, cái hay của nó là sức chạy. Nếu nó cục mất một cẳng thì sẽ không còn hay nữa. Các con cũng vậy, cái hay của các con là trí khôn, để phân biệt sự chân giả cho khỏi lầm lạc. Nếu các con để mất trí khôn thì mất cái hay đó không sai. Hễ mất cái hay thì có ngày xa vào bẫy rập của lũ quỷ vương. Mắt phàm, nếu các con có thấy huyền diệu là thấy giả mà thôi, cũng như vật án trước mắt. Vật ấy dời đổi tùy cơ thể, tùy theo ngày giờ, nên tu phải gỡ vật ấy rồi mới được đắc huệ tâm, huệ nhãn. Cái đó mới là thiệt. Phần 5. Phân biệt tà chánh trong cơ bút. Một chân linh dáng xưng đại tiên, chúng ta nên tin chăng? Tài phàm mắt tục dễ gì phân biệt giả chân, nhưng biết chắc chánh danh không mấy cần yếu, là vì chúng ta chỉ căn cứ ở bài dáng cơ mà định giá trị chân linh ấy. Nếu chân linh chỉ dạy những việc tầm thường hoặc trái chân lý, tất nhiên chúng ta đâu tin được là bậc đại tiên. Trái lại, nếu dán cho đạo lý cao siêu, có tính cách tiên gia, tuy không bằng chứng cụ thể, song chúng ta có thể thừa nhận chân linh ấy không phải giả danh. Giả danh chăng là các chân linh hạ đẳng, tà thần tinh quái dán cơ, mượn danh lớn lao đặng dễ gạt kẻ hầu đàn nhẹ tánh. Sự này thường xảy ra, nên Đức Chí Tôn có để lời ngừa trước. Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự lập pháp tam kỳ phổ độ. Quỷ vương đã phá khuấy chân đạo, đến danh ta nó còn mượn.
duy ngài ta nó chẳng dám ngồi. Nó lại biết đến ta với cơ màu nhiệm này, nên mượn tam thập lục động giả làm tam thập lục thiên. Các tên thần thánh tiên Phật đều bị mạo nhận mà lập nên tả đạo. Những nguyên tắc sau đây, ai thành thật do theo thì có thể khỏi sai lầm, hay ít ra cũng đỡ. Một, cần phải đủ trí thông minh, phán đoán và không nên có thành kiến mới có thể nhận rõ chân giá trị của bài giảng cơ. Hai, thần tiên bao giờ cũng dạy những việc chánh lý, đạo đức, từ bi, tuyệt nhiên không dạy việc mơ hồ, huyễn hoặc. Ba, thần tiên chẳng khi nào khoe khoang và miệt thị ai. Lời giảng dạy bao giờ cũng thấm đầm bác ái và khí vị thanh cao. Trái lại, bài cơ bút nào có vẻ sân si, khoác nạt, có giọng bông lơn cao ngạo, bài ấy dầu phủ một lớp văn chương tuyệt diệu đi nữa, quyết không phải của thần tiên. 4. Chẳng nên chú trọng ở văn chương, mà nên chú trọng ở lý và ý. Về văn chương, một bài của thần tiên giáng cơ có khi khuyết điểm là tại chỗ sơ sót của chân thần đồng tử. Vì thần tiên chỉ truyền tư tưởng cho chân thần đồng tử diễn ra văn chương, chứ không dùng ngôn ngữ như người phàm. 5. Thần tiên không thích khen ai, tặng ai. Nếu cần khuyến lệ người có công hành đạo, thần tiên vẫn dè dặt từng chút. Thế nào cho người được khuyến lệ khỏi áy náy nếu có tính khiêm cung, hoặc không tăng vẻ tự đắc nếu có tính kiêu căng. 6. Thần tiên dạy bảo chúng ta điều chi, không bao giờ tỏ vẻ hăm he sai khiến, chỉ để chúng ta tự do suy liệu, nghe không tùy ý. Nếu thấy chúng ta chẳng biết phục thiện và chẳng nghe lời khuyên bảo, thì thần tiên không giáng nữa. Chừng đó tha hồ cho tà quái xen vào, mạo danh giả vị, dối gạt đủ điều. 7. Thần tiên chỉ dìu dẫn chúng ta trên đường đạo đức, chứ không giúp về tư danh tư lợi. 8. Khi thần tiên cho biết trước việc chi, thì việc ấy sớm muộn gì cũng phải xảy ra, vì thần tiên không bao giờ hí ngôn. 9. Thần tiên không phải giáng để thỏa mãn tính háo kỳ của người phàm tục, hoặc yêu cầu ai tin, cầu hỏi những điều vô vị, hoặc muốn thần tiên làm việc chi linh nghiệm cho mình thấy chắc mới chịu tin. Đó là không biết mảy may gì về diệu tánh bút cơ. Phần 6. Sự lợi hại của cơ bút. Cơ bút rất quan trọng, vì cơ bút là khí cụ chủ yếu để các đấng thiêng liêng dạy đạo, xây dựng đức tin cho nhân sanh. Mà nó cũng có thể bị quỷ ma lợi dụng để phá đạo, làm cho nhân sanh mất tín ngưỡng. Cho nên cơ bút lợi thì cũng rất lợi, mà hại thì cũng hại không lường được, tùy theo cách thức phán đoán chánh tà của người học đạo. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy về sự lợi hại của cơ bút như sau: các con đừng thầm tính rằng nên cầu thầy cùng chư tiên Phật thánh tiên mà nghe thánh giáo dạy bảo cho rõ thiên cơ. Ấy là ở trong đó có một cái lẽ đại hại ẩn vi, nó dìu dắt các con đi sai đường lạc ngõ. Có phải vậy không các con? Vì cơ bút là cơ quan rất tối cao tối trọng, vả lại cơ bút là cơ vận chuyển theo thời thế mà tấn hóa, dìu dắt các con trung hòa như một sợi dây để buộc đàn liên ái, đúng với luật thiên nhiên đó thôi. Nền đạo sáng khai, thầy tạm dùng cơ bút làm khuôn mẫu, các con phải lãnh ảnh hưởng bên hiệp thiên đài mà hành đạo. Những sự lợi hại của cơ bút có hai đàn là: một, chánh đại quang minh giáo đạo, ấy thầy là các con tiền cơ đó. Hai là chỗ mê muội hữu vi hữu tướng, để cho ác quỷ hung thần truyền thinh giáo đạo cho những đứa không đủ đạo đức, tức là tà cơ và nhân cơ vậy. Các bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích ở trên rút ra từ quyển sách Thiên Đạo của ngài Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu. Phần 7. Ngưng cơ bút phổ độ. Bài thánh ngôn của Đức Chí Tôn giáng cơ ngày 1 tháng 6 năm 1927 âm lịch Đinh Mão, có đăng trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Theo đó,
thì Đức Chí Tôn ra lệnh ngưng cơ bút truyền đạo, cơ bút phổ độ. Kể từ cuối tháng 6 năm 1927 này, vì Đức Chí Tôn nhận thấy đã dạy đầy đủ giáo lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cứ noi theo đó mà thực hành để lập cho hoàn toàn nền đạo. Nếu kéo dài thêm nữa, e tà quái có cơ hội xâm nhập vào cơ bút mà khuấy phá làm rối loạn nền đạo. Bài Thánh Ngôn dạy ngưng cơ bút phổ độ chép ra: còn cuối kỳ tháng 6 đây, thì thầy ngưng hết cơ bút truyền đạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã ung đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối đạo. Này là mấy lời đinh ninh sao rốt, khá lưu tâm. Ai vậy tà, nấy có phần riêng. Cứ giữ nẻo thẳng đường ngay, bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng thầy. Ấy là điều quý báu đó, thầy ban ơn cho các con. Như thế, theo lệnh của Đức Chí Tôn, cơ bút phổ độ phải ngưng từ cuối tháng 6 năm 1927. Như vậy, chỉ còn cơ bút của hội thánh tại tòa thánh mà thôi. Phần 8. Huyền diệu của cơ bút. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại đền thánh đêm 30 tháng 4 Tân Mão năm 1951 về huyền diệu cơ bút. Trích thuyết đạo Đức Phạm Hộ Pháp, quyển 4, bài 7. Đêm nay bần đạo thuyết về huyền diệu cơ bút. Cả thánh thể Đức Chí Tôn, cả con cái nam nữ của người cũng vậy, đã biết về huyền diệu cơ bút. Nó là vấn đề mà chúng ta không thể lấy trí khôn tưởng tượng của chúng ta định cái chân giả của nó đặng. Tại sao? Trong cái huyền diệu thiêng liêng ấy, nó gồm cả bí mật huyền vi của cơ thể tạo đoan hữu hình và vô vi của càn khôn vũ trụ. Ấy vậy, bần đạo chỉ lấy cái đại cương của nó nói cho thánh thể Đức Chí Tôn và toàn cả con cái nam nữ của ngài thấu đáo mảy may chút ít, đặng khỏi bị cơ bút làm cho đức tin tàn phá tiêu diệt mà chớ. Bần đạo buộc mới đây lập thánh lệnh định khuôn luật của cơ bút, vì có nhiều lẽ trước đây bần đạo khoan dung để cơ bút tự do. Khoan dung ấy làm cho phiền lòng Đức Lý, cho nên Đức Lý trách bần đạo cầm quyền hộ pháp trong tay mà không định luật để cho rối loạn cơ bút. Bần đạo nói thật tại giảng đài này, bần đạo thấu đáo được thánh ý của Đức Chí Tôn. Ổng lấy cái giả đặng lập cái thiệt, chỉ có tay ông trời mới làm được mà thôi, chứ không có ai làm đặng hết. Chính bần đạo có thí nghiệm, bần đạo có người bạn thiết ở ngoài đời, thi giỏi văn hay. Người ấy nghĩ rằng cả cơ bút trong cửa đạo xuất hiện ra do đầu óc của Cao Thượng Phẩm và bần đạo. Người ấy cho rằng văn Cao Thượng Phẩm cũng hay, chính mình bần đạo cũng giỏi. Người ấy cho rằng cả thánh giáo ấy do Cao Thượng Phẩm và bần đạo mà xuất hiện. Bần đạo thấy cái nghi ấy của bạn, bây giờ muốn độ bạn thì phải làm thế nào? Muốn thử giả thiệt đặng biết ông trời là ai, bạn làm ơn cầm cây viết đây. Bạn là nhà văn, bạn muốn viết chi thì viết, còn bần đạo sẽ dâng sớ cho Đức Chí Tôn. Bần đạo viết một bài thi tứ tuyệt, cầu xin Đức Chí Tôn cho biết sự chân giả các quyền năng của ngài để độ bạn. Người bạn ấy cầm cây viết, viết ra 4 câu thi. Chừng viết rồi, bần đạo đưa 4 câu thi của bần đạo đã viết để trong bao thơ. Chừng xé ra coi, họa đúng với 4 câu thi của bạn. Bần đạo chỉ cho bạn ngó thấy cái đầu óc và trí khôn của ta là khí cụ của Đấng Chí Linh. Đấng Chí Linh đã lấy cái giả của bạn làm cái thiệt đó vậy. Người bạn ấy tỉnh giấc lại, tự mình theo đạo, sự thật vậy. Ôi huyền diệu cơ bút, chúng ta không thể gì tả cho được. Trong càn khôn vũ trụ có 2 ông chủ. Ông chủ vô hình của càn khôn vũ trụ trên cõi thiêng liêng hằng sống, ấy là Đấng Tạo Đoan, là Đấng Chí Linh, là Đấng Đại Từ Phụ. Ông chủ thứ nhì là người, tối linh trong vạn vật. Cốt yếu của Đức Chí Tôn sanh ra loài người đặng cầm quyền vạn linh hữu hình. Bởi vậy, tiên nho chúng ta nhìn nhận thiên thượng thiên hạ. Thiên thượng là Đức Chí Tôn, thiên hạ là loài người. Muốn đặng thấu đáo càn khôn vũ trụ, tinh thông vạn vật,
Đức Chí Tôn dùng cơ bút. Ngài nói rằng: một phần của con và một phần của thầy hiệp nhất mới thấu đáo càn khôn vũ trụ, tinh thông vạn vật. Hai người chủ quyền ấy, một người về hữu hình, một người vô hình hiệp lại, mới làm chủ cơ thể càn khôn vũ trụ có lạ chi? Lạ chăng là cây cơ của chúng ta đưa lên hợp lực hai quyền năng ấy? Trong đó, cây cơ đưa lên là lấy hai cái sóng của hai ông chủ làm cái sóng duy nhất đặng phục vụ quyền hành thiêng liêng của Đức Chí Tôn sử dụng mà thôi. Thì nó là cây viết thiêng liêng của Đức Chí Tôn đó vậy. Khéo, chúng ta phải khéo. Cảnh vô vi vô tử thiên, lại cũng có cảnh hữu tử thiên. Chừng nào đứng địa vị vô tử thiên, tánh chất của họ cao siêu, không còn phàm chất, các đấng thiêng liêng còn ở trong hữu tử thiên, thì họ cũng như ta vậy, cũng có quân tử, tiểu nhân, cũng cá nhân, cá tánh như ta vậy. Các đấng ấy thế nào thì ta thế đó, có nhiều hàng phẩm mà ta không luận cho cùng. Cũng có kẻ thân với ta, mà cũng có kẻ thù nghịch đáo để với ta. Không thể gì chúng ta hòa giải với họ đặng. Chúng ta đã ngó thấy đạo pháp, nếu có Phật thì có ma, có trời thì có quỷ. Chúng ta chịu hai cửa, một là cửa thua, hai là cửa ăn. Các chân linh từ bậc hữu tử thiên trở xuống biết bao nhiêu mà nói. Họ không đáng gì là thầy ta, mà họ mơ vọng dạy ta, biểu ta làm học trò họ. Đám chân linh đó, nhất là ở trong đại hải chúng, đệ nhất nguy hiểm hơn hết là Kim Quang Sứ, tự là quỷ vương. Nếu chúng ta tu, trũi như làm nghe nó, thì làm đầy tớ cho nó, làm môn sanh của nó. Tận thế. Tận thế là tiêu diệt hết cõi đời này. Theo các tôn giáo, tận thế là một cuộc đại động dữ dội chưa từng thấy, với những trận động đất rất mạnh làm thay đổi bề mặt địa cầu, với những thiên tai khủng khiếp do thủy, hỏa, phong, rồi bệnh chướng nổi lên sát hại loài người, làm cho loài người gần như chết hết. Các đấng tiên Phật lúc đó giáng trần, dùng huyền diệu thiêng liêng để cứu sống những người hiền lương đạo đức, thành lập cõi đời thánh đức chỉ gồm những người thiện lương chân chánh. Số người được cứu vớt sống sót chỉ bằng 1/10 số nhân loại hiện nay. Như thế, tận thế không có nghĩa là quả địa cầu này bị tiêu diệt, nhân loại chết hết, mà chỉ là một cuộc biến thiên rộng lớn, làm thay đổi hình thể mặt đất, tiêu diệt 9/10 nhân loại, làm cho cõi đời ác trược của buổi hạ nguân mạt kiếp trở thành cõi đời thiện thanh chân chánh, gọi là đời thượng nguân thánh đức. Với những người hiền lương đạo đức, theo đúng luật tuần hoàn của trời đất, luân chuyển trong ba nguân: thượng nguân, trung nguân, hạ nguân, rồi bắt qua thượng nguân của chuyển kế tiếp. Nhân loại trên quả địa cầu hiện nay đang ở vào cuối chuyển thứ ba, tức là vào thời hạ nguân mạt kiếp của chuyển thứ ba. Sau khi tận thế thì nhân loại bước vào thượng nguân của chuyển thứ tư. Trải qua ba chuyển, nhân loại trên địa cầu đã bị hai lần tận thế. Theo các kinh sách xưa truyền lại thì: một, tận thế lần thứ nhất chép trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo là do trận Đại Hồng Thủy. Kể từ khi Thượng Đế sanh ra loài người và để cho tiến hóa, thì loài người tiến hóa theo đường vật chất, quên mất nguồn cội và đạo đức tinh thần. Tội ác càng ngày càng chồng chất, Thượng Đế nhìn thấy chỉ có gia đình ông Noê là còn giữ được đạo đức và công bình. Ngài ban ơn cho Noê, bảo Noê đóng một chiếc tàu thật lớn, khi có nước lụt lớn thì đem tất cả gia đình lên tàu, gồm vợ, ba con trai, ba con dâu, lương thực và các loài sinh vật, mỗi loài một cặp trống mái. Thượng Đế gây ra trận Đại Hồng Thủy, nước ngập khắp mặt đất, tiêu diệt hết nhân loại và sinh vật, chỉ còn gia đình ông Noê và các sinh vật trên tàu sống sót. Khi nước lụt rút hết,
Gia đình ông Noe và các sinh vật rời khỏi tàu, lên mặt đất canh tác, tạo ra thực phẩm, sống và sinh sản càng lúc càng nhiều. Vợ chồng ông Noe trở thành thủy tổ của loài người sau cuộc tận thế lần thứ nhất. 2. Tận thế lần thứ nhì, châu Atlantis sụp đổ. Loài người nối tiếp qua nhiều thế hệ, lần lần khôn ngoan và tiến bộ, và cũng xu hướng vào đường vật chất, xa lánh đạo đức tinh thần. Càng tiến bộ khôn ngoan thì càng tự kiêu tự đại, khinh rẻ thánh thần. Dấu tích của nền văn minh này còn ghi lại trong các kim tự tháp ở Ai Cập. Đến kỳ phán xét của Thượng Đế, những giống dân nào vô đạo đức thì bị trừng phạt hay tiêu diệt. Do đó, xảy trận động đất dữ dội làm sụp đổ châu Atlantis, tạo thành biển Đại Tây Dương. Nền văn minh Atlantis cùng với giống dân vô đạo bị tiêu diệt, nhân loại trở lại thời kỳ bán khai. Tóm lại, qua hai thời kỳ tận thế mà chúng ta biết được qua các kinh sách, chúng ta thấy tận thế chỉ là một cuộc đại phán xét của Thượng Đế đối với nhân loại. Công thưởng tội trừng, chư thần thánh tiên Phật thi hành theo đúng luật nhân quả sau những thời kỳ chuyển lưng tiến hóa nhất định. 3. Tiên tri tận thế lần thứ 3. Hiện nay, giống dân da trắng đang làm bá chủ nhân loại trên mặt địa cầu này. Giống dân da trắng không đem sự khôn ngoan và sự văn minh tiến bộ giúp đỡ các giống dân khác kém văn minh hơn, lo tổ chức xã hội cho được thuần lương đạo đức, mà lại dùng sức mạnh bắt các giống dân khác làm nô lệ cho họ, đồng thời xúi dục các giống dân, các tôn giáo gây chiến với nhau, tương tàn tương sát để họ thủ lợi. Mặt khác, thời kỳ này lại rơi đúng vào cuộc tuần hoàn giáp mối của thế giới, ở vào thời mạt kiếp của Hạ Nguyên Tam Chuyển. Bước qua Thượng Nguyên Tứ Chuyển, Đấng Thượng Đế cùng chư thần thánh tiên Phật mở ra một cuộc đại phán xét lần thứ ba, gọi là Đại Hội Long Hoa, để kết thúc một khoảng thời gian tiến hóa dài. Loài người hiện nay rất tội lỗi, nên cuộc tận thế kỳ này rất dữ dội. Nhân vật 10 phần bị tiêu diệt hết 9 phần, chỉ còn lại một phần sống sót, gồm toàn là những người hiền lương để lập đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Kỳ Hạ Nguyên Hầu Mãn, nhân vật vì tai nạn mà phải tiêu tan, 10 phần còn lại một mà thôi, than ôi, buồn thôi. Nghĩ vì thiên cơ đã định vậy, thế nào mà cải cho đặng. Duy có mở tấm lòng từ thiện mà ăn năn sám hối, lo việc tu hành, đồng với cả quốc dân mà quỵ lụy khẩn cầu coi trời có đoái tưởng đến chăng. Bởi thế nên Đức Ngọc Đế và chư Phật, chư Tiên, chư Thánh mới lập hội Tam Kỳ Phổ Độ, đặng cứu vớt chúng sanh đường linh đinh nơi bể khổ. Nếu gặp thuyền Bát Nhã mà không xuống không theo, thì chắc thế nào cũng chơi vơi nơi mé biển. Đời quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia cũng đáng đó chút. Lão vì thương yêu nhân sanh, hội 10 ngày nơi Bạch Ngọc Kinh, cải cho qua nạn nhân loại. Nhưng luật thiên điều chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, tới buổi bệnh chướng sát hại, lão thấy hình phạt phải châu mài, nhưng ôm lòng ráng chịu, lại lục khẩn cầu. Chư đạo hữu đâu rõ thấu, ngờ ngờ ngáo ngáo như kẻ mất hồn, thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần phải nói chi một nước nhỏ nhoi, đã đặng danh thánh địa là nước Nam này, mà lão xin không đặng tội cho thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Huế, Hải Phòng, Hà Nội thay. Thảm, thảm, thảm. Hỏa Âu Tai Á sẽ vì nơi thiên thơ mà sát phạt, gieo sầu để thảm cho những giống dân nào đã vì hung bạo mà gây nên nhiều điều than oán khắp cả càn khôn này. Ngày vui vẻ của sanh linh đã mòn, họa thiên điều đã cận, càn khôn thế giới còn đeo đuổi dụng thất đức vô nhân mà gieo thảm chất sầu trong nhân loại. Hỏa Âu Tai Á sẽ lần lượt thay phiên nhau dụng luật thiên đình mà diệt phạt người vô đạo. Càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo. Thầy lấy đức háo sanh mở đạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phước đặng để chân vào,
kẻ vô phần phải bị tà yêu cám dỗ. Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo nói về tận thế như sau: cơ quan chuyển thế mà Đức Chí Tôn lập trước mắt sẽ dữ dội lắm. Tấn tuồng đó vẫn còn tiếp diễn chưa dứt. Bần đạo quả quyết rằng sẽ còn đại động dữ dội một phen nữa nơi mặt địa cầu này. Đặng chi? Đặng giống dân da trắng giao quyền cho sắc dân mới, nữa là giống dân thần thông nhân làm chủ, cầm diền mối toàn mặt địa cầu này. Hại thay, luật thiên nhiên chiếu theo kinh luật thượng cổ để lại, quan sát hẳn hoi, dở sách ra coi trước thế nào, sau thế ấy, bánh xe tiến hóa vẫn đi, xây một hướng một chiều. Bần đạo e cho loài người mài miệt tội lỗi đó càng nguy hại cho loài người hơn nữa. Nên Đức Chí Tôn lập đạo cao đài là đền thờ cao trọng, đức tin to lớn, ngự trước thiên lương loài người mới có thể thắng cơ quan thiên điều định trước. Chúng ta, thánh thể của Ngài, giúp Ngài giải quyết được chăng? Nếu thoáng không được, cái hại này còn duy trì nữa. Ngài muốn Việt Nam là thánh địa, cho nhân loại biết rằng nhờ đây mà giải quyết cứu thế, bảo tồn nhân loại là do con cái của Ngài, do nơi chúng ta. Nếu bất lực, chúng ta có phần lỗi đó vậy. Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp, quyển 1, trang 80. Kiếp số của địa cầu này còn vĩnh cửu, chỉ thay đổi hình thể vạn loại mà thôi, nó vẫn còn tăng tiến mãi. Chúng ta đã ngó thấy qua chừng 100 năm trước, văn minh của con người không đạt đến mức hiện tượng như bây giờ. Cơ tấn bộ tinh thần và vật chất dữ dội nhất là trong vòng 50 năm sau. Theo đó mà tính toán lại coi, trong 500 năm nữa nhân loại sẽ ra sao? Phật giáo nói, qua sắc dân da trắng, tinh thần vi chủ, tới sắc dân thần thông nhân, qua khỏi dân thần thông nhân thì có sắc dân chí linh. Lúc đó người là thần thánh tiên Phật tại thế. Như vậy còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau. Thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp, quyển 1, trang 132. Lời Đức Chí Tôn tiên tri đã quyết định hẳn hồi. Chừng nào đất dậy trời thay xác, chư Phật thánh tiên xuống ở trần. Trong sách Đại Thừa Chân Giáo, Đức Chí Tôn có nói: nạn tiêu diệt lẽ nào các con có biết chăng? Một ngày kia, những con nào biết đạo đức, ăn chay lạc, thân thể nhẹ nhàng, hiệp với khí tiên thiên, thì lúc dương sanh mới có thể chịu nổi với khí ấy mà còn vững vàng sống đặng. Còn những con vô đạo bị cả khí hậu thiên, nên tới ngày âm tuyệt dương sanh ấy, chúng nó sẽ không bao giờ hứng chịu nổi khí chơn dương, nên phải dứt hơi lìa mạng. Vậy thì ngày nay thế giới đã gần đúng luật tuần hoàn, Thầy đến đặng đem các con vào một thế giới khác mà an nghỉ hầu tầm cơ siêu xuất đến cảnh thần tiên. Các con chẳng nên khinh lời ấy là dị đoan, một ngày kia sẽ có. Thái cực lâm trần buổi hạ nguân, giơ tay độ chúng lại đường chân, con nào thấu đáo cơ màu nhiệm, thấy vậy không lo lại biến lờn. Quyển sách Tận Thế và Hội Long Hoa có viết: tận thế bằng cách nào? Hội Long Hoa thế nào? Đó là một cuộc lọc lửa lớn lao và kỳ diệu của Đức Thượng Đế, mà với trí phàm của con người khó thể nghĩ bàn được, vì nó làm thay đổi tất cả vạn vật một cách màu nhiệm và chớp nhoáng. Sau một cuộc lỡ đất long trời, tối tăm mù mịt, người đứng cách nhau trong gang tấc cũng không thấy nhau, tiếng cây ngã, đá bay, và có những tiếng khóc than thảm thiết kêu cứu mà không ai có thể làm sao giúp nhau cho được. Trong lúc đó, những cái cũ kỹ, những cái trái ngược đạo lý, những cái đảo lộn nhân tâm và những điều không tương ứng với cơ tạo hóa, bên trong cũng như bên ngoài con người, thảy thảy đều bị tận diệt hết cả. Về bên ngoài của con người, những loại thuộc về khoáng vật như đao, kiếm, súng, ống, bơm đạn,
Những loại thuộc về thực vật như cây có gai, cây có chất hôi, chất độc và cây vô dụng công ích. Những loài động vật độc hại như rắn, rít, sói, lang, hùm, beo, vân vân. Nói tóm lại, những loại bên ngoài con người, bất kỳ thứ nào, dù khoáng vật, thực vật hay động vật, hễ là loại không có ích cho thời đó về sự mát mẻ cũng như về sự cần dùng, mà ngược lại còn làm tổn hại con người, thì đều bị tiêu diệt hết cả. Về bên trong của con người, nhất thiết về ngôn ngữ, tư tưởng và hành động bất công bất chánh, không đạo đức, đê tiện xấu xa mà con người đã có từ trước đều bị tiêu diệt ngay trong lúc biến thiên ấy. Tại sao? Vì kẻ đã có những bẩm tánh và hành vi tồi tệ chắc chắn không được tồn tại. Trái lại, người được tồn tại trong thời đó nhất định không có những chỗ xấu kia. Tại sao Đức Ngọc Đế có quyền tiêu diệt cả vạn vật ở quả địa cầu này? Vẫn được và càng được nhiều hơn nữa trong thời mạt pháp này. Bởi lẽ Ngài là một vị cầm cán, một cơ quan trưởng quản cả vạn vật ở cõi ngũ trược ác thế này. Nên chi lúc nào Ngài cũng có quyền chiếu theo công lý của luật nhân quả báo ứng mà thưởng phạt vạn vật ở thế gian. Tuy nhiên, trước khi đem ra trừng trị vạn vật, mà nhất là con người, về những tội lỗi hung hăng dảo quyệt, thì Đức Ngọc Đế cùng Đức Phật đồng ý cho các vị Thinh Văn, Duyên Giác, La Hán, Bồ Tát và các bậc thần tiên gấp rút lâm phàm, cùng một khẩu hiệu, cùng một giáo pháp, song có nhiều thể thức khác nhau, ấy là tùy theo căn cơ và địa vực, để dạy dỗ, kêu réo những người có thiện căn, có âm đức, mau mau hồi đầu thức tỉnh, lánh dữ về lành, hầu có nhờ sự ủng hộ của các đấng tiên Phật Thánh Thần để tránh khỏi cơ tận diệt tới đây. Đồng thời, các vị thiên liêng ấy cho người đời biết trước hội Long Hoa sẽ mở tại thế gian ở miền Nam nước Việt. Hội Long Hoa thế nào? Long Hoa là một hội chọn lựa những phần tử ưu tú có đạo đức chân chánh, có hiếu hạnh đầy đủ, có trung nghĩa vẹn toàn. Nói tóm lại là những người tâm tánh trong sạch hiền lương, để lập lại cõi đời an lạc công bằng ở thời kỳ Thượng Nguân. Trong khoảng kế cận hội Long Hoa, tất cả loài người loài vật cho đến thảo mộc côn trùng trên thế gian đều ở trong cảnh giết hại tàn phá lẫn nhau. Và đau đớn hơn hết là con người đua nhau nồi da xáo thịt, gây nên nạn đớn đau thê thảm. Đến ngày hội Long Hoa sẽ có nhiều việc nhiệm màu không thể tưởng tượng được. Nào là hai phái tà giáo và chánh giáo đua nhau trổ tài đấu phép, làm kinh thiên động địa. Nào là loài người và thú sát hại nhau làm thần sầu quỷ khóc. Trong cảnh ấy, hai phái chánh giáo và tà giáo xô nhau đến cảnh giết chóc, xương chồng tợ núi, máu chảy thành sông. Mà chung quy, phái chánh giáo trọn thắng nhờ bí pháp của Đức Phật phù trợ. Còn những loại thú dữ do phép màu của thần tiên hóa hiện để sát phạt những người có lòng ác độc, tuy mang lốt người mà chẳng chút giống người, chỉ biết xu danh trục lợi, ích kỷ tổn nhân. Nói tóm lại là lòng dạ của họ như thú vật, nên bị thú vật giết hại theo đúng phản lực nhân quả. Sau khi trừ khử xong những hạng ác nhân, thì các vị thần tiên thâu phép màu lại, các loài thú dữ không còn nữa. Đến đây là lúc các vị tiên Phật Thánh Thần đồng giáng phàm, để tùy theo nhân duyên mà cứu độ. Nghĩa là người có duyên với Phật thì Phật rước về cõi Phật, người có duyên với tiên thì được tiên rước về cõi tiên. Còn những người vào bản phong thần thì làm thần, những người kém đức hạnh hơn mấy hạng nói trên thì ở lại làm dân hay làm quan phò chúa thánh. Có một điều lạ nhất là phần nhiều và có thể nói là gần hết các vị cựu thần trung quân ái quốc của Việt Nam từ thời Đinh Lê Lý Trần trở lại đây đều tái kiếp. Trong cảnh tà chánh phân tranh, nhân vật cấu xé, Đức Di Lạc ra đời lập hội Long Hoa, có cả chúng sanh của 3.000 thế giới tham thính như Thinh Văn, Duyên Giác, La Hán, Bồ Tát, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần, Người, Rồng, Hổ, Điểu, vân vân, đều xoay quanh bửu tò của Ngài để nghe những lời vi diệu màu nhiệm chưa từng có. Ngài sẽ thống nhất
tất cả kinh luật lại làm một, khiến cho tất cả chúng sanh không còn sự tranh chấp câu nệ đạo này chánh đạo kia tà. Ngài là vị Phật thứ năm trong năm vị Phật hiền kiếp. Vào thời kỳ mạt pháp này, đến lượt Ngài ra đời kế truyền chánh pháp của Đức Thích Ca. Bởi sau khi Đức Thích Ca diệt độ đến nay đã hơn 2.500 năm, lời Di giáo bị sai lạc tinh lý vì bị truyền qua dịch lại nhiều lần. Cũng nhờ Ngài mà nhân loại sẽ được một thế giới trang nghiêm thanh lịch, an lạc phi thường, đường đi như lót cẩm thạch, cỏ tợ nệm bông, người đẹp như tiên, không làm có ăn, không may có mặc, cư xử với nhau rất hiền hòa và lịch sự. Với mỹ lệ ấy, con người lại có cái đặc biệt là không cánh mà bay, sống lâu muôn tuổi, trí hóa thông minh một cách dị thường. Vì phần nhiều là người thượng cổ tái kiếp nên phong tục tập quán được gìn giữ nghiêm minh. Đây là nói ngay xứ Việt Nam. Sở dĩ xứ Việt Nam được cái diễm phúc như nói trên là bởi các vua chúa đến quan dân Việt Nam vào thời Đinh Lê Lý Trần trở lại đây, phần nhiều đều quy ngưỡng về Phật đạo, Tiên đạo và Nho đạo một cách thâm thiết. Trong đó có một vị vua phát nguyện sau khi thành đạo sẽ trở lại chủ trì nền đạo và phong tục Việt Nam. Nhờ công quả và công đức ấy khiến cho thay đổi địa vị nước Việt Nam vậy, và nước Việt Nam sẽ trở thành địa điểm trung ương của đời thượng quân. Đó là vì tuần tự theo định luật tuần hoàn của cơ tạo hóa. Tóm lại, các đấng thiêng liêng đã tiên tri kỳ tận thế này rất dữ dội. Nhân loại sẽ bị tiêu diệt hết 90% bằng nhiều cách. Chiến tranh tương tàn tương sát với vũ khí nguyên tử và hóa học tối tân, giết người hàng loạt, cùng đánh nhau rồi cùng chết hết, không có kẻ thắng người bại. Cuộc đại động đất dữ dội làm thay đổi hình thể mặt địa cầu, có nơi chìm xuống, có chỗ nổi lên. Bệnh chướng sát hại lan tràn chỗ này sang vùng khác, và cuối cùng là ngũ hành thay đổi, khí âm tuyệt, khí dương sanh, để loại bỏ phần nhân loại có âm tánh ô trược. Nhưng trước khi khởi động đại cuộc tận thế, Đức Chí Tôn Thượng Đế mở lòng đại từ đại bi, dùng huyền diệu cơ bút khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ vào năm Bính Dần, dương lịch 1926, để thức tỉnh số lương sanh trong đám quần sanh, hầu cứu vớt được một phần nhân loại gồm những người thiện lương đạo đức, để làm hạt giống lập đời thượng quân thánh đức. Tứ Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ Châu là bốn bộ châu lớn nơi cõi thiêng liêng. Chúng ta đọc hai đoạn thánh ngôn của Đức Chí Tôn và hai câu kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế sau đây để chúng ta nhận xét về Tứ Đại Bộ Châu. Trích trong thánh ngôn Hiệp Tuyển: Thầy kể tam thập lục thiên, Tứ Đại Bộ Châu ở không không trên không khí, tức là không phải tinh tú, còn lại thất thập nhị địa và tam thiên thế giới thì đều là tinh tú, tính lại 3072 ngôi sao. Đứng bậc đế vương nơi trái địa cầu này, chưa đặng vào bậc chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhân loại cũng phân ra đẳng cấp giường ấy. Cái quý trọng của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới đệ nhất cầu, tam thiên thế giới. Qua khỏi tam thiên thế giới thì mới đến Tứ Đại Bộ Châu. Qua Tứ Đại Bộ Châu mới vào đặng tam thập lục thiên. Vào tam thập lục thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh. Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế: Thượng trưởng tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, hạ ốc thất thập nhị địa, Tứ Đại Bộ Châu. Như thế, theo hai đoạn thánh ngôn nêu trên thì có một Tứ Đại Bộ Châu ở thật cao, nằm dưới tam thập lục thiên, nhưng trên tam thiên thế giới. Theo hai câu Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế thì có một Tứ Đại Bộ Châu nữa ở bên dưới, nằm kế thất thập nhị địa. Do đó, càn khôn vũ trụ của Đức Chí Tôn có hai phần. Phần trên là tam thập lục thiên, Tứ Đại Bộ Châu và tam thiên thế giới. Phần dưới là thất thập nhị địa và Tứ Đại Bộ Châu. Tam thiên thế giới ở tầng trên bao phủ mà thất thập nhị địa ví như bàn cờ ở dưới.
Tam thiên thế giới là ngôi vị, còn thất thập nhị địa là trường thi công quả. Đức Cao thượng phẩm: Vậy chúng ta có thể phân ra rằng tam thiên thế giới ở bên trên có tứ đại bộ châu, tạm gọi là tứ đại bộ châu thượng, để điều hành tam thiên thế giới. Thất thập nhị địa ở bên dưới có tứ đại bộ châu, tạm gọi là tứ đại bộ châu hạ, để điều hành thất thập nhị địa. Phần 1. Tứ đại bộ châu hạ. Tứ đại bộ châu hạ có nhiệm vụ cai quản thất thập nhị địa, chia thất thập nhị địa làm 4 khu vực theo 4 hướng đông tây nam bắc. Tứ đại bộ châu hạ gồm: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lư Châu. Thất thập nhị địa, 72 địa cầu đều có chúng sanh ở, được phân ra theo 4 hướng của tứ đại bộ châu hạ, mà địa cầu số 68 của nhân loại chúng ta thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Cho nên bài kinh, bài xưng tụng công đức Phật Tiên Thánh Thần có câu: Lòng sở vọng lâm dâm tụng niệm, xin giải nàng Nam Thiệm Bộ Châu. Theo giáo lý của Phật giáo, cõi thể phân ra làm tứ đại bộ châu, cũng viết là tứ châu, 4 châu, ở theo 4 hướng chung quanh núi Tu Di, gồm Đông Thắng Thần Châu, ở phía đông núi Tu Di, gọi là Thần Châu là vì dân chúng ở đây là bậc thần, sống đến 600 tuổi. Châu này cũng được gọi là Đông Thắng Thân Châu, vì người ở châu này có thắng thân, tức là có thân hình tốt đẹp hơn hẳn người ở các châu khác. Tây Ngưu Hóa Châu, ở phía tây núi Tu Di, gọi là Ngưu Hóa là vì ở châu này người ta nuôi bò rất nhiều, nên dùng bò thế cho tiền bạc để làm đơn vị đổi chác hàng hóa. Người nơi châu này sống đến 500 tuổi. Nam Thiệm Bộ Châu, ở phía nam núi Tu Di, gọi là Thiệm Bộ là vì ở trung tâm của châu này có cây Thiệm Bộ, cũng gọi là cây diêm phù, mọc rất nhiều, nên châu này cũng được gọi là Nam Diêm Phù Đề, đề là châu. Bắc Câu Lư Châu, ở phía bắc núi Tu Di, châu này được gọi bằng nhiều tên khác nữa là Bắc Cu Lư Châu, Bắc Câu La Châu, Bắc Cồ Lư Châu. Người ở châu này bình đẳng an vui, sống lâu đến 1000 tuổi. Trong truyện Tây Du Ký, Tề Thiên Đại Thánh ở Đông Thắng Thần Châu, về tánh chất của người trong tứ đại bộ châu, Đức Phật Thích Ca có nói rằng: Ta xem trong tứ đại bộ châu, chúng sanh thiện ác có khác nhau. Người ở Đông Thắng Thần Châu tôn trời kính đất, tâm khí thanh sản. Người ở Bắc Câu Lư Châu có tánh thích sát sanh, ăn nói hồ đồ, tình sơ tánh vụng, chẳng được việc gì. Người ở Tây Ngưu Hóa Châu thì không tham không giết, dưỡng khí nuôi thần, tuy chưa được vào bậc thượng nhân nhưng mọi người đều hưởng thọ. Người ở Nam Thiệm Bộ Châu thì tham dâm, hay giết hay tranh, chính là nơi đánh nhau cãi cọ, ác độc thị phi. Nay ta có ba tạng chân kinh có thể khuyên họ làm việc thiện. Theo giáo lý của Đạo Cao Đài, tứ đại bộ châu được Đức Phạm Hộ Pháp giải thích như sau. Thuyết đạo Đức Phạm Hộ Pháp: Chúng ta biết pháp thuộc về hình thể của vạn linh, vì cớ cho nên đạo giáo minh tả rõ rệt. Tam châu bát bộ thuộc về quyền của hộ pháp. Tam châu bát bộ hộ pháp thiên tôn. Tam châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu đều thuộc về quyền hạn của hộ pháp. Còn Bắc Cu Lư Châu để cho các phẩm chân hồn quỷ vị định phận tại nơi đó, định nơi cư trú tại đó. Nó có một quyền năng vô định, chẳng cần chỉ giáo, để đặc biệt một châu cho quỷ vị ăn năn tu học đặng đoạt vị. Ba bộ châu kia thuộc quyền hộ pháp giáo hóa, duy có Bắc Châu ngài không thường ngó tới lắm, để cho nó tự do làm gì thì làm, khôn nhờ dạy chịu. Tóm lại, tứ đại bộ châu hạ ở cõi thiên liêng, bên trên thất thập nhị địa là cơ quan điều hành 72 quả địa cầu. Thất thập nhị địa chia ra ở trong tứ đại bộ châu hạ, và địa cầu 68 của nhân loại thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Ba châu Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu
và Nam Thiệm Bộ Châu thuộc quyền giáo hóa của Đức Hộ Pháp, còn Bắc Câu Lư Châu dành cho quý vị ở. Phần 2. Tứ Đại Bộ Châu Thượng. Theo hai đoạn thánh ngôn trích dẫn bên trên, Tứ Đại Bộ Châu Thượng nằm bên trên Tam Thiên Thế Giới, 3.000 thế giới, nhưng dưới Tam Thập Lục Thiên, 36 tầng trời. Chúng ta đọc tiếp đoạn thánh ngôn sau đây của Đức Chí Tôn nói về Ngài Chưởng Pháp Thượng Tương Thanh, Nguyễn Văn Tương, giáng cơ ngày 7 tháng 11 năm Bính Dần, dương lịch thứ 7 ngày 11 tháng 12 năm 1926, có đăng trong Đạo Sử thứ 2 trang 86 của nữ đầu sư Hương Hiếu. Trung, lịch, hai con phải dụng đại lễ mà an táng tương nghe. Thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem tương vào Tam Thập Lục Thiên. Phải để nó đợi nơi Đông Đại Bộ Châu mà chờ tòa Tam Giáo phát đạt. Theo đoạn thánh ngôn này, chúng ta suy ra được rằng Tứ Đại Bộ Châu Thượng gồm bốn châu được gọi tên là Đông Đại Bộ Châu, Tây Đại Bộ Châu, Nam Đại Bộ Châu, Bắc Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ Châu Thượng và Hạ đều thuộc về Thiên Liên Vô Hình, còn Tam Thiên Thế Giới và Thất Thập Nhị Địa đều là tinh tú, thuộc về Hữu Hình, nên Đức Chí Tôn mới bảo tượng trưng bằng 3.072 ngôi sao trên quả Càn Khôn. Tóm tắt về Tứ Đại Bộ Châu, Càn Khôn vũ trụ của Đức Chí Tôn phân ra làm hai phần, trên và dưới. Trên thì có Bạch Ngọc Kinh, Tam Thập Lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu Thượng và Tam Thiên Thế Giới. Dưới thì có Tứ Đại Bộ Châu Hạ và Thất Thập Nhị Địa. Tứ Đại Bộ Châu Thượng gồm Đông Đại Bộ Châu, Nam Đại Bộ Châu, Tây Đại Bộ Châu, Bắc Đại Bộ Châu. Tứ Đại Bộ Châu Hạ gồm Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Địa cầu 68 của nhân loại chúng ta thuộc Nam Thiệm Bộ Châu.